trong 7 năm đúng không? Giờ anh đã bắt giờ phát sóng rồi. Chắc là học đến đâu? Hết từ vựng chưa? Hay là đang ở đoạn nào? Hết từ vựng chưa? Giờ hết từ vựng rồi đúng không? Giờ em đi mở YouTube lên. Anh chưa kịp nhúng vào bài giảng đâu. Em mở YouTube lên. Xong em sẽ thấy cái video đang phát trực tiếp đấy. Xong em mở bật nó lên là xong. Em tìm thấy YouTube chưa? Em mở YouTube lên. YouTube bé này. Kênh của anh này. Xong rồi em thấy cái nút thấy cái video đang phát trực tiếp, em ấn vào là sẽ thấy anh đang ngồi đây này. Hôm nay anh mặc áo màu xanh nhá. Anh em Vi nhìn nhìn thấy chưa? Em Vi đã nhìn thấy chưa? Ok rồi đấy. Em Vi thấy anh chưa? Giờ nhưng mà anh chưa thấy em Vi đâu cả, em Vi đâu rồi? Em Vi đã bật cam đi em để cho anh thấy thấy em Vi. Ok. Giờ chúng ta sang lập tiếng Trung online qua Skype này. Hôm nay là bài 13. Chắc là em nghĩ em bảo em kêu bận quá, là chủ nhật. Giờ ok chúng ta sẽ bắt đầu nè. Giờ quận 10. Quận 10. À em Vi thử thử gõ Google xem nào. Trung tâm tiếng Trung quận 10. Em thấy chưa? Trung tâm tiếng Trung quận 10. Em thử gõ đi, Google search là ra mà. Em thử gõ đi, xem nó anh nó test thử xem nó lên chưa. Đó. Em lên chưa? Trung tâm tiếng Trung quận 10. Đó. Trung tâm tiếng Trung quận 10. Quận 10 á? Nhỏ à? Không, anh phải vào địa điểm chính xác chứ. Chứ còn nó thành phố nó lớn quá. Đó. Nó lớn quá. Không, anh phải vào quận 10 chứ đã, anh phải vào cái địa điểm cụ thể trước đã, chứ xong rồi anh sẽ bao quát nó to hơn. Đầu tiên phải vào chấm bút điểm đã. Dạ. Anh thấy chưa? Quận 10. Giờ, thế vào xong bao nhiêu? Trong 7 năm hả đúng không? Trong 7 năm đúng không? Hết chưa nhỉ? Hết rồi đúng không? Này, cứ thì đạt sư này. Em thấy chưa? Hết rồi đúng không? Hết từ vận giờ. Trước là mình đọc bài hội thoại chưa? Đọc bài xong bài hội thoại chưa? Đọc rồi đúng không? Okay. Thế chứ mình đi đến đâu nhỉ? À, đi đến hết người Pháp rồi nhỉ? Thế mình sẽ đi tiếp này. Hết người Pháp rồi đúng không? Đi tiếp nhá. Giờ mà sang làm bài tập đi. Ở trang 80, em nhìn thấy chưa? Trang 80. Ở trang 80. Người Pháp xong rồi chưa? Pu chỉ ở chỉ là không những mà còn. Pu chỉ ở chỉ là không những mà còn. Pu chỉ khái. Chống ok chống ta bắt tay vào làm từ đâu đấy cái này kiểu như vậy chống sao mà ru sầu chống là cái phần mềm ru sầu ta bắt bắt đầu làm bắt tay vào làm từ đâu nó bắt tay vào làm từ chỗ nào chống sao mà từ đâu đó chấm chấm cho như anh chỉ rồi sao nhỉ ru sầu thôi anh chỉ lại vậy là bắt tay vào làm từ đâu chống sao mà ru sầu em thấy chưa em bên nhìn thấy chưa chống sao mà ru sầu anh gửi trong này rồi đấy chống sao mà bắt tay vào làm từ đâu nó có nghĩa là gì bắt tay và làm từ đâu là bắt tay và làm từ từ đâu là chúng sao mà rút sao rồi em nói là chúng ta bắt tay vào làm từ phần từ bộ phận nhân sự em nói là chúng ta bắt tay và làm từ bộ phận nhân sự em nói là chúng ta bắt tay và làm từ bộ phận nhân sự đi ủa mà sớm đi ủa mà sớm đi ủa mà sớm đi ông mà chống gì ông mà chống gì chống nhân sự bộ phận ru sầu nhân sự hàm rồi phòng nhân sự đấy hay bộ phận nhân sự đấy nhân sự bộ phận là phòng nhân sự hay phòng nhân sự ông mà chống nhân sự bộ phận ru sầu chúng ta bắt đầu bắt tay và làm từ phòng nhân sự hay từ cái ban nhân sự rồi anh nói lại đi ông mà chống gì nhân sự bộ phận ru sầu chúng ta bắt tay và làm từ phòng nhân sự rồi, anh có cần anh gọi tiếng Việt ra không không cần rồi ở mà chống lần sư phụ mà rút sao em gửi chưa ở mà chống lần sư phụ mà rút sao chưa gửi mà ở mà chống lần sư phụ mà rút sao em biết không gửi đi ở mà chống lần sư phụ mà rút sao được chưa em biết ở mà chống lần sư phụ mà rút sao chúng ta bắt tay vào làm từ phòng nhân sự giờ thế này anh nói là chúng ta bắt tay vào làm từ đâu anh nói là ở mà chống gì ở mà chống nào gì ở mà chống nào rút sổ đó mà chống nào nào ở đâu đấy nào rút sổ chúng ta bắt tay vào làm từ đâu mà chống nào rút sổ của má gì chống
naruso, chúng ta bắt tay bạn làm từ đâu? Đó. Em sẽ gửi cho em nhé. Omatsum naruso, em biết có kịp không? Omatsum naruso, chúng ta bắt tay bạn làm từ đâu? Giờ tiếp nào. Em nói là chúng ta bắt tay bạn làm từ thứ hai tuần sau. Em nói là chúng ta bắt tay bạn làm từ thứ hai tuần sau. Em nói là chúng ta bắt tay bạn làm từ thứ hai tuần sau. Omatsum gì? Chúng ta bắt tay và làm từ thứ hai tuần sau. Chúng ta khai sử gì? Khai sử rút sổ hết đó. Bắt tay và làm. Rút sổ là bắt tay và làm. Còn từ khai sử là bắt đầu. Em nói là cả câu đi. Chúng ta khai sử rút sổ. Khai sử rút sổ. Em nói đi. Chúng ta khai sử rút sổ. Chúng ta khai sử rút sổ. Khai sử rút sổ. Rồi. Anh có bắt. Chúng ta khai sử rút sổ. Khai sử rút sổ. Chúng ta bắt tay và làm từ thứ hai tuần sau. 我们从下星期开始入手，那比什么讲？我们从下星期开始入手。那入手，调查。从他把带把，从他把带把，làm từ khảo sát nhu cầu của khách hàng。哎，那从他把带把làm từ khảo sát nhu cầu của khách hàng。哎，còn nhớ từ là khảo sát nhu cầu không？khảo sát nhu cầu là gì？khảo sát nhu cầu là gì？客户，啊，chúng ta có cụ từ này là客户gì？客户需求gì？ 需求考察呢？啊，考察呢？我们从这客户需求考察开始入手。啊，OK，按哪来的？我们从这，我们从按哪里？我们从这客户需求需求考察这入手啊，从他把这把làm từ这考察nhu cầu của khách hàng。然后我们从客户这需求考察入手啊，考察入手，然后考察入手，明白吗？ Em biết có kịp không? Nếu mà chúng cơ khu gì, cơ khu suy chiếu điều tra à, hay là khảo tra rút sổ, bắt tay. Em biết rồi. Ok rồi. Em biết cái cổ cục à? Ok rồi, rút sổ. Đúng rồi. Giờ tiếp chúng ta có gì nhỉ? Rút sổ rồi này. Mà chúng ta bắt tay và làm từ từ lĩnh vực này. À, chúng ta bắt tay và làm từ cái mặt này. Em nói là em học từ mặt chưa? Lĩnh vực hay mặt đấy? Phương diện này, em còn nhớ. Phương diện là mặt, phương diện. À, chúng ta bắt tay và làm từ từ cái mặt này đi. Em nói là của mình sống gì? Của mình sống. Chế cơ phần mềm rút sổ 3. Thấy đó. Rút sổ 3. À, xong. Rút sổ 3. À, anh hiểu từ ý nghĩa của từ rút sổ chưa? Là bắt tay và làm đấy. Của mình sống. Chế cơ phần mềm rút sổ 3. Rút sổ 3. À, chúng ta bắt tay và làm từ cái mặt này đi. Hay là từ cái phương diện này. Phương diện này đi. Phần mềm nó có nhiều nghĩa mà. Lĩnh vực hay là mặt hay là in là phương diện. Đầu tiên này, chúng ta bắt tay và làm từ cái lợi thế của chúng ta. Nó là chúng ta bắt tay và làm từ lợi thế của chúng ta. Thế là chúng ta em bắt từ lợi thế chưa? Yếu sử nó em nói là chúng ta bắt tay và làm từ cái lợi thế của chúng ta là ôm ăn sống đây, sống tự chỉ đi à từ cái lợi thế của chúng ta đấy, chúng tự chỉ tớ gì yếu sử rút sổ và hết đó. Em nói lại cả câu đi. Chúng ta từ tự chỉ tớ yếu sử rút sổ và. Chúng ta từ tự chỉ tớ yếu sử rút sổ và. Nghe không? Chúng ta bắt tay và làm từ cái ưu thế của chúng ta hay là cái lợi thế của chúng ta. Chúng ta từ tự chỉ tớ yếu sử rút sổ và. Để xem đi. Chúng ta từ tự chỉ tớ yếu sử rút sổ và. Rồi tiếp sang bây giờ này chúng ta có từ gì nhá? À, yếu sử là nhiệt tình. Em có nhớ từ là bạn muốn đăng ký làm đại lý độc quyền không? Em nói là bạn muốn đăng ký làm đại lý độc quyền không? Em có nhớ không? Nǐ xiǎng xīng jī, tú jiā dài lǐ jī, dài lǐ ma hei de, nǐ xiǎng shēn qǐng tú jiā dài lǐ ma, ai nào lại cả câu đi, nǐ xiǎng shēn qǐng jī, shēn qǐng tú jiā, rồi anh ơi bạn muốn là gì, đăng ký làm đại lý độc quyền không, nǐ xiǎng shēn qǐng tú jiā dài lǐ ma, đấy mà nǐ xiǎng shēn qǐng tú jiā dài lǐ ma, bạn muốn đăng ký làm đại lý độc quyền không, nếu nǐ xiǎng shēn qǐng tú jiā dài lǐ ma. Được chưa? Nǐ xiǎng shēn qǐng tú jiā dài lǐ ma? À, bạn muốn đăng ký làm độc quyền không? Làm đại lý độc quyền không? Nǐ xiǎng shēn qǐng tú jiā dài lǐ ma? Rồi, đây là từ chống sơ mơ sơ mơ rút sổ. Rồi, em nói được chưa? Ý sơ mơ sơ mơ với chủ, em có nhớ không? Là lấy cái gì làm chính đấy? Lấy cái gì làm gốc? Lấy cái gì làm chủ? Ý sơ mơ sơ mơ với chủ, em có nhớ không? Ý sơ mơ với chủ, ví dụ nhá. Rồi đó là công ty của tôi lấy nhân lực
của thanh thiếu niên, à thanh niên làm chủ, nó là công ty của tôi lấy nhân lực của thanh niên làm chủ. Công việc của, à, công ty tôi lấy nhân lực của thanh niên làm chủ, hay nó là của công sở. Ý gì? Của công sở ý nhanh chương rắn gì? Nhanh chương rắn tờ rắn lì quay chủ, quay chủ. Tức là gì? Tức là lấy cái lực lượng nòng cốt là gì? Là thanh niên. Là lấy lực lượng nòng cốt là thanh niên, đó là những người làm lao động chính ấy, là thanh niên. Em nói cả câu đi, của công sở ý nhanh chương rắn tờ rắn lì quay chủ. Nói đi, của công sở ý nhanh chương rắn tờ rắn lì là nhân lực đấy, là lì quay gì? Quay chủ. Rồi, rồi quay chủ là lấy cái gì làm chính đấy, lấy cái gì làm gốc, lấy cái gì làm chủ. Đó. Ý xong xong quay chủ. Rồi. Ok, em có đúng rồi. Em đi xong chưa? Ý xong xong quay chủ. Em nói là ngày mai thời tiết chủ yếu là nắng. Em học từ nắng chưa? Chứng thiên học rồi đúng không? Nắng, trời nắng này, chứng thiên. Em nói là ngày mai thời tiết chủ yếu là nắng. Ngày mai thời tiết chủ yếu là nắng. Em nói là mình thiên thiên chị gì? Và dùng cái cấu trúc này. Mình thiên thiên chị gì? Mình thiên thiên chị. Mình thiên thiên chị gì? Ý gì? Ý chứng thiên với gì? Với chủ. Đó. Tức là ngày mai chủ yếu là thời tiết là gì? Là nắng, trời nắng. Ngày mai thời tiết chủ yếu là nắng thôi. Là gì vậy cho nó xuôi. À, các bạn mà chúng ta áp dụng cái cấu trúc này chúng ta phải phải áp dụng cho nó chính xác. Em nói là cả câu đi, mình thiên thì thiên chi ý gì chính thiên với chủ với chủ, chúng ta phải phải sử dụng nó thật thành thạo và nhuần nhuyễn cái cấu trúc này, phải hiểu ý nghĩa của nó thì dùng nó rất là tự nhiên. Mình thiên thiên chi em giờ ok rồi, em xong chưa? Em nghe vào đây, mình thiên thiên chi ý chính thiên với chủ. Rồi, mình thiên thiên chi ý chính thiên với chủ, được chưa? Mình thiên thiên chi ý chính thiên với chủ, mình thiên thiên chi ý chính thiên với chủ. Đó, thế này. À, em nói là công ty của tôi lấy cái gì? Lấy cái lắp lấy tiêu thụ laptop làm chủ, làm chính. Em nói là công ty tôi tiêu thụ laptop là chính. Để mà dịch như vậy cho nó xuôi. Công ty của tôi lấy tiêu thụ laptop là chính, hay là công ty của tôi tiêu thụ laptop là chính, cho nó dễ dễ hiểu hơn. Em nói là công ty của tôi tiêu thụ laptop là chính. Của công sở gì? Yến ngựa đi, lấy cái lấy giờ công ty tôi gì chủ yếu là bán laptop đi cho nó dễ. Chủ yếu là bán laptop. Chủ yếu thì nói rồi cho nó dễ rồi, nhưng mà chúng ta dùng cái từ ỉ vào với đi, ỉ ở với. Của công sở gì? Của tôi công sở, của tôi công sở gì? Ỉ gì? Ỉ销售học rồi, anh học từ销售chưa? Tiêu thụ đấy.销售笔记本gì? Bị chữ bản điện não, bị chữ bản điện não, với gì? Với chủ. À, chúng ta phải áp dụng cái cấu trúc này thay vì cái dùng là từ chủ yếu, chúng ta dùng cái cấu theo cái cấu trúc này. Em nói cả câu đi, nói lại đi. Của tôi công sở ỉ销售笔记本电脑为主. Em nói đi, của tôi công sở. Em nói rồi, ỉ销售笔记本的脑为主. À, tóm rồi, em cố gắng phải dùng thật thành thạo cái cấu trúc này, là ỉ với chủ, là cái này dùng là rất là nhiều đấy, thông dụng trong trong những cái mà trong các những cái buổi họp báo đấy, những buổi lệnh là gì? Chuyện là gì? Chuyện là lợi nhuận của công ty chúng tôi là chủ yếu là bán máy tính đúng không? Đúng không? À, lợi nhuận là gì? Em còn nhớ không? Là lợi nhuận, em học từ lợi nhuận rồi đúng không? Lợi nhuận. Lợi nhuận chủ yếu của công ty tôi là bán laptop đúng không? Ý là em như vậy là nhỉ? Của tờ gì của công sư đi, của công sư tờ em tự nói trước đã. Đó, xong em sẽ sửa dần 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 cho. Của công sư tờ lợi nhuận gì? Ý gì? Của công sư tờ lợi nhuận ỷ销售gì? Ỷ销售笔记本电脑，笔记本电脑为什么？为主的销售笔记本电脑。cái gì em? Quay số á? Hay là gì? Lợi nhuận là từ lợi nhuận. Đấy, lợi nhuận là lợi nhuận. Lợi nhuận, lợi nhuận. Lấy lợi nhuận việc bán laptop chính á, lấy lợi nhuận của mình. À, thế thì mình phải nói lại đảo lại là gì? Câu này phải gọi xong đã, anh chưa gọi kịp gọi xong. Của công sở tờ lợi nhuận ỷ销售笔记本电脑为主. Cái câu này đúng không? Câu này nó là như vậy. Em sẽ gửi cho anh câu này xong đã. Xong sẽ sang cái câu tiếp theo của em đó. Rồi. Gì nhỉ? Cái câu em là gì nhỉ? Là công ty của tôi lấy lợi nhuận lấy bán làm công ty của tôi gì? Của tôi công sư gì? Của công sư
以销售笔记本电脑copy 成像，以销售笔记本电脑的以销售笔记本电脑的利润为主啊，利润为主啊，他们还对为主了，销回购，对，为主，对，回购。哎，那怎么样？我的公司以销售笔记本电脑的利润为主，当然，công ty của tôi lấy cái lợi nhuận của việc gì là của việc bán laptop hay là tiêu thụ laptop làm chính hay làm chủ. Đó, đây là chúng ta dịch theo cái sát theo cái cấu trúc của nó sát câu như vậy. Rồi, của tờ công sư em viết nó lại đi. Của tờ công sư ý gì? Ý sao sơ bị chi bẩn tiền nào tờ lý luận với gì? Với chủ em viết nó lại đi thì mình nhớ được câu. Em viết nó lại đi. Của tờ công sư gì? Ý sao sơ gì? Ý sao sơ bị chi bẩn tiền nào tờ lý luận với chủ. Nó là lấy cái gì? Lấy cái lợi nhuận của việc bán laptop làm chủ hay làm chính đấy. Đó. Rồi vị trí bận quẩy chủ rồi đó là cái lợi nhuận của công ty của tôi ấy. Okay, nó cũng là nhau mà nó chỉ là cái đảo trật tự từ thôi, nó chỉ là xóa trộn đi thôi. Okay, anh nghĩ anh thấy nó vẫn như nhau mà, tức là cái lợi nhuận của công ty chính ấy, nó vẫn là gì, bán laptop là tiêu thụ laptop à, nó cái câu nó ý nghĩa nó vẫn như vậy. Nên là khi mà dịch ấy, em phải hiểu bản chất của cái câu mà ý của người ta đã, xong em mới dịch theo ý của em được. Ta hiểu ý của người ta xong rồi mình dịch được. Mới dịch được. Đó, mà muốn dịch được thì phải lại phải có vốn từ vựng này và có vốn ngữ pháp này và phải có kinh nghiệm nữa. Kinh nghiệm va chạm nữa. Đó. MV nắm được chưa? MV sau này muốn làm thông dịch viên không? Làm phiên dịch viên không? Em phải phát triển bản thân đi chứ. Phát triển bản thân đi. Mua chuyển chung ở đây tiếp này một tiệm giờ tiếp theo từ ỉ xong mà với chủ được chứ ỉ với chủ tiếp theo từ pu chỉ khái cái này học rồi pu chỉ ở trẻ nó cũng tương tự từ pu chỉ ở trẻ không nhưng mà còn nó từ khái với ở trẻ nó cũng nhìn ra là nhau thôi có từ nào nhờ xong bài tập đi ở trang 80 anh thấy chưa bài tập này trang 80 chúng ta bắt đầu làm bài tập số 1 nha em thấy chưa bài tập trang 80 em nhìn thấy chưa. Giờ câu 1 em xét đi, em xét thế nào câu 1 đây? Câu 1 em xét thế nào? Câu 1 em xét thế nào đây? Đúng không? Câu 1 em xét thế nào? Nhìn mặt trai gì? Nhìn mặt trai gì? Ok. Thì yến xeo cơ là gì? Là cái môn kinh doanh đây. Yến xeo là môn kinh doanh, nó là kinh doanh, yến xeo là kinh doanh. Tiêu thụ đấy, nó là bán hàng đấy, cái môn bán hàng, yến xeo là môn bán hàng đấy, yến xeo cơ là cái môn bán hàng, sự trả theo nghĩa là gì, là cái điều tra khảo sát thị trường, niềm ơn, cái này sẽ thế nào, học rồi quan đơn giản rồi, cái này niềm ơn gì, đó là niềm ơn gì, niềm ơn gì, niềm ơn xé qua thị trường, niềm ơn tại yến xeo. Nhưng mà sức trắng tiếp biến là gì? Là thử để ra khảo sát thị trường, xong là đơn giản khảo sát thị trường. Tại, cái này nó nằm đâu? Về từ tại nằm đâu? Về từ tại nằm đâu? Anh cho từ tại nằm đâu? Nhưng mà tại sao cơ sang? Nhưng mà tại yến khéo cơ sang, xé qua gì? Xé qua sức trắng tiếp biến mà hay đó. Ok, anh có vậy. Nhưng mà tại gì? Nhưng mà tại gì thì mình ra yến xeo cửa là cái một bán hàng, yến xeo cửa là một tiêu thụ hay một bán hàng đấy, yến xeo cửa yến xeo cửa gì sang nếu mà yến xeo cửa sang xue qua gì xue qua thị trường tiêu yến mà em biết có được không thì mình ra yến xeo cửa gì sang xue gì xue qua thị trường tiêu yến mà em biết có kịp không kịp gì. Em đang dùng Win 10 đúng không nhỉ? Win 10 đúng không? Win 10. Em đang dùng Win 7 à hay là Win XP? Thế à? Okay. Ôi, thế em vẫn chưa sửa laptop à? Em phải sửa đi chứ. Em phải sửa đi.
không nhỡ nó đang đang học đã hỏng. Giờ thế câu 2 đi. Theo câu 2 em sẽ thế nào đây? Trừ chia mà có rồi, trừ tiếp này. Theo trả phản là cái phương pháp cái cách khảo sát này, cách điều tra cách khảo sát đấy. Trả yêu học rồi. Và mà tại sao thế? Chưa chưa. Có mất trả yêu tức là trực tiếp này, trực tiếp gì? Trực tiếp gì? Trừ chia tiêu trả phản à, cách khảo sát trực tiếp đấy là chúng ta cái này nó mới đi liền với nhau, trừ chia tiêu trả phản nó phải đi liền với cụm với nhau. Nào, cái này chúng ta phải nối ấy. Em phải nối những cái từ nào mà liên quan mật thiết với nhau, em phải nối lại với nhau để không bị rối. Ổn mân gì, ổn mân tả soạn gì, chúng tôi dự định gì, tả soạn trả dụng dự định cái gì, lựa chọn ra gì, hiện trạng trừ chia tiêu trả phản. Ok, em góp vào đi. Ổn mân em góp vào. Ổn mân tả soạn gì, ổn mân tả soạn đó đúng không? Rồi, ổn mân tả soạn trả dụng, ổn mân tả soạn trả dụng gì, trả dụng hiện trạng không? Hiện trạng trừ chia gì? Trừ chia调查法，调查法啊，我们采用，那我们打算采用现场直接调查法。关键词都，我们，dự định，lựa chọn cái cách khảo sát trực tiếp hiện trường, là đến hiện trường trực tiếp khảo sát vấn đề. Đó, các bạn, 我们这打算，我们打算采用这，采用现场直接，直接的调查法，看看。我们打算采用的现场直接调查法。来，安哥，上交。来，上这个组的，安兰娜，这个组安兰娜来，这个组，这个组安达瑞来，安娜，这个组。市场的，市场调查，市场调查了，考察地区呢？问卷了，给给把câu hỏi问卷 questionnaire 我记得，把câu hỏi。是不是là có phải không tôi rồi cái này con này đơn giản quá rồi, em phải xác định chủ nghĩa là cái gì đã, chủ nghĩa là cái gì, em phải xác định chủ nghĩa là cái gì. Giờ tôi cái giờ chủ sư bù sư yào zuo gì tôi yào zuo wen chuyện rồi kia rồi anh em ạ, sư chẳng theo trả là cái đây là chủ nghĩa cái gì đấy em, hay là ốm à? Sư chẳng theo trả anh em ạ là gì, khảo sát thị trường ấy, khảo sát thị trường có phải là gì đều làm cái bảng câu hỏi không? Đó. 市场调查是不是都要做问卷？哎，那啥，市场调查是不是都要做问卷？是，哎，哥，市场调查，市场调查是不是都要这都要做这问卷？问卷，来勾号。问卷，那么市场调查，市场调查是不是这是不是都要做这问卷？啊。市场调查是不是都要做问卷？等下，市场调查是不是都要做问卷？这样搞，懂不？OK， 按个一改，个 MB 改。啊，对对，下面就我们搞个 số bốn làm nào，个 số bốn 呢？专业的呢，专业的，我们公司的委托了，这个委托呢，那个叫委托了，委托委托做还是调研？em nói nè。Con này làm thế nào đây? Con này xếp thế nào? Chủ ngữ là gì? Ủa mân đúng không? Ở mân cái gì? Ủa mân gì? Ủa mân... Rồi. Thế còn thử khái sự đó? À, khái sự à? Hay là chúng ta gì? Hay là chúng ta gì? Hay là chúng ta ủy thác cái gì? Ủy thác cho công ty gì? Khái sự. Cái này câu hỏi là câu khẳng định đấy. Con em phải xác định cho cô này câu hỏi câu khẳng định vì có từ khái sự nó có thể một trong hai trường hợp là một là câu hỏi hay là câu khẳng định. Giờ công ty chúng ta này ủa mà công sư gì công sư rồi thì phải chịu thua chúng ta có câu ủa mà gì ủa mà công sư chua tiểu yến công ty chúng ta làm được khảo sát hay là gì hay là ủy thác công ty chuyên nghiệp hay là gì ủy thua chuyên nghiệp từ công sư cái câu đó là như vậy. Lại đây là câu hỏi đấy, khái sự. Còn cái câu ấy là gì nhỉ? Câu khẳng định à, đúng không? Khái sự của mình gì? Khái sự của mình ủy thua gì? Ủy thua chuyên nghiệp từ công sư tổ tiểu yến. Được rồi, có hai cái này có hai đáp án nhá. Một là khẳng định và hai là phủ định. À hai là nghi vấn. Giờ chúng ta làm câu khái sự á, khái sự. Rồi ok.
Hải sự nó có thể là câu hỏi nữa, nó là một trong hai cái A hải sự B lại là cái dạng câu hỏi. Còn nữa là gì, hải sự đứng đầu câu thì có nghĩa gì là hay là chúng ta đưa ra cái lựa chọn này đi, hay là đưa ra cái cách này đi vì nó tối ưu nhất rồi. Khái sự gì đó chấm chấm chấm, câu khẳng định đấy. Nên là ý là đưa ra một cái quyết định cuối cùng sau khi đã cân nhắc rất là kỹ rồi. Không, hỗ trợ là dùng trong câu khẳng định thôi. Còn đây từ khái sự này có thể có hai khả năng, hai trường hợp là gì, một là câu khẳng định hay là câu nghi vấn. Giờ chúng ta làm theo câu của em nhé, câu khẳng định đúng không, là gì, khái sự là gì, hay là chúng ta gì thuê công ty, hay là chúng ta ủy thác cho công ty chuyên nghiệp làm khảo sát đi. Khái sự gì, khái sự của mình, khái sự của mình gì, của mình委托, khái sự của mình委托gì, chuyên nghiệp của công ty làm điều tra. Rồi, khái sự của mình委托 chuyên nghiệp của công ty làm điều tra. Là chúng ta phải hiểu được bản chất của từng câu, từng chữ một, từng vựng một. Khái sự em có được không? Khái sự của mình gì?委托 chuyên nghiệp của công ty gì? Chuyên nghiệp của công ty làm điều tra. Đây là câu hỏi. Đáp án thứ nhất nhá, đây là đáp án một. Còn đáp án hai là gì? Em viết có xong cái đáp án một đã, sẵn đáp án một đã, là câu khẳng định là gì? Của mình gì? Của mình làm điều tra. Điều tra gì? Hay是委托 gì? Hay是委托 chuyên nghiệp của công ty. Chuyên nghiệp đó, công sự. Đấy, đây là câu nghi vấn nha. Là chúng ta được có hai lựa chọn, một là gì, hay là tự làm, hay là gì, hay là thuê thuê ngoài. Đó. Của mình gì, của mình gì, của mình chua tiêu yến hay sự gì, hay sự委托 gì,委托 chuyên nghiệp đó công sự. Em có được không? Giờ ok, giờ em sẽ đã gửi anh gửi cả hai đáp án đấy lên trong một cụm đấy. Khu sẽ có khu trở làm gì? Không, lên sẽ có khu trở đó. Em qua thừa từ khu trở rồi. Lên lại. Em về em có xem lại bài không? Em về phải xem, em về về và phải xem lại bài trên diễn đàn đấy. Chứ em đừng tìm trên. Em phải nốt nó vào đấy. Nốt nó vào là quên đấy. Ghi chú vào. Một là anh ghi ở vở hay là anh ghi chú trên diễn đàn đấy. Thì khi mà em vào lại diễn đàn em xem thì nó sẽ không bị quên. Em được tìm trên kênh của anh anh đặt tên lung tung đấy, anh đặt tên theo nó xáo trộn đấy, tên từ để lung tung nên là em sẽ rất là khó tìm, em tìm trên diễn đàn ra luôn. Anh Vi nhớ nhá. Giờ thế này xong, bây giờ chúng ta có từ gì nhỉ? Câu giới là gì, em làm đi, câu giới là gì, câu giới là gì đây? Xiang ya chuyên nghiệp tờ gì, xiang ya là muốn này, sở trên là trước tiên này, chỉ chuyên là giải quyết này, mình chuyên là rõ ràng buồn thì ok. Câu này làm nào đấy, câu này đơn giản rồi, làm sao? Sở trên gì Đầu tiên gì? Đầu tiên gì nhỉ? Đầu tiên gì? Rõ ràng vấn đề muốn. Đầu tiên này đúng không? Đầu tiên à? Minh chuyển là rõ ràng này. Đầu tiên minh chuyển. Đầu tiên giải quyết này. Đầu tiên giải quyết đúng không? Đầu tiên giải quyết cái gì đó, đầu tiên phải giải quyết cái gì? Giải quyết cái gì? Mình chưa, đầu tiên giải quyết vấn đề à, xiang yao. Ok, cái này phải đặt, em phải nối đấy, em phải nối lại những cái từ từ mà nó liên quan với nhau đấy. Xiang yao. Đúng không? Xiang yao là vấn đề đúng không? Đầu tiên phải giải quyết cái vấn đề có muốn, đầu tiên phải đấy, giải quyết vấn đề muốn gì? Đầu tiên yao. Không, à đây không có từ yao đúng không? Đầu tiên gì? Đầu tiên, xiang yao. Không, xiang yao. Xiang yao. Cho lên đầu á. Xiang yao giải quyết vấn đề. Chưa được. Thế không ổn, không ổn. Thế là nào? Đầu tiên gì? Đầu tiên giải quyết gì? Đầu tiên, minh chuyện. Minh chuyện, xiang. Minh chuyện, đầu tiên. Đầu tiên, minh chuyện rồi, đầu tiên phải làm rõ, đầu tiên phải làm rõ cái gì? Đầu tiên, minh chuyện gì? Xiang yao giải quyết vấn đề, đó. Đầu tiên, yao minh chuyện. Đầu tiên gì? Minh chuyện, xiang yao giải quyết vấn đề, đầu tiên phải rõ, làm rõ. Minh chuyện ở đây là động từ đấy, không phải là danh tính từ đâu. Đầu tiên, minh chuyện, xiang yao giải quyết vấn đề, đầu tiên phải làm rõ cái vấn đề mà muốn được giải quyết. Đó, em nắm được chưa? Đầu tiên, em nói đi, đầu tiên gì? Đầu tiên, minh chuyện. Đầu tiên gì, minh chuyện, xiang yao giải quyết gì, giải quyết vấn đề đó. Chúng ta phải hiểu, chúng ta phải nắm rõ, phải xác định rõ ràng cái vấn đề chúng ta muốn giải quyết là cái gì, thì mới tiến hành xử lý được.
首先得明确想要解决的问题。问题有建议兵有建议兵OK, MV của hôm rồi. Hôm nay xe MV đi đâu hết rồi? Sao nay in nắng vậy? Hôm nay cắt xe đi đâu hết rồi em? đầu tiên phải rõ ràng, đầu tiên thì phải nắm, phải hiểu rõ hay là nắm rõ. Mình chưa hiểu nhau chuyện chủ đề vấn đề. Đầu tiên phải nắm rõ cái vấn đề muốn giải quyết. Mình chưa hiểu nhau chuyện chủ đề vấn đề. Em có không chứ? Giờ tiến sang bên dưới câu số 6 đi, em làm nào, em đọc đi câu số 6. Chúng ta phải dịch từ đã thì mới làm được chứ. Chi khoa là gì? Em có nhớ không? Chi khoa là gì? Chúng ta có từ chi khoa là kế hoạch đúng không? Giờ tiếp là từ gì nữa? Tờ học rồi là phân tích là gì? Em có nhớ không? Phân tích là gì? Phân tích là phân tích đúng không? Rồi chúng ta có từ phân tích là phân tích. Giờ thế còn chỗ phương án là lúc làm gì? Lúc làm phương án đúng không? Chỗ phương án là chú ý là phải chú ý này. Khởi xướng là gì? Là tính khả thi. Khởi xướng là tính khả thi. Giờ thị trường tiếp viên là gì? Thị trường tiếp viên là gì? Khảo sát thị trường hay điều tra thị trường? Nó khảo sát thị trường. Giờ con này chúng ta đã biết hết rõ các nghĩa của từ rồi, giờ chúng ta phải sắp xếp lại nó thành câu thôi. Giờ xếp thế nào đấy? Giờ chú ý giờ em phải làm giờ em cái này phải xác định trạng ngữ là gì? Trạng ngữ là gì? Chúng ta trạng ngữ là chỉ thời gian đấy. Giờ chúng ta cho trạng ngữ giờ ok thế còn trạng ngữ đó số phương án sử đúng không? Phải cho lên đầu này. Lúc làm gì, lúc làm phương án, chúng ta cụm từ trạng ngữ lên đầu. Là gì? Chủ phương án là lúc làm gì, phương án ấy, hay lúc lên phương án. Chủ phương án là gì? Giao gì? Giao phải chú ý cái gì? Giao chú ý gì? Phải chú ý phân tích cái gì? Giao phải chú ý phân tích đúng không? Phải cho giao chú ý phân tích gì? Phân tích gì? Thị trường điều tra. Chi khoa tờ khởi chính diện là cái kế hoạch gì khảo sát thị trường là cái tính khả thi của kế hoạch khảo sát thị trường giờ thị trường điều tra chúng ta cho kết hợp với từ là từ chi khoa chưa cái này em phải nắm thật rõ cái phần định ngữ là gì nữa thì mới làm được cái câu này và phải nắm rõ thật kỹ cái từ vựng và hiểu ý nghĩa của từng từ vựng thì mới làm được giờ em đi làm lại đi em vừa làm mẫu cho em rồi em đi làm lại đi em nói nào em làm lại đi em đọc đi là gì giờ phương án sửa giờ gì nữa giờ gì yêu chú ý, yêu chú ý phân tích gì, yêu chú ý phân tích gì nữa, kế hoạch khảo sát thị trường, tính khả thi là gì, thị trường điều tra, kế hoạch tờ, khả thi tính. Rồi, rồi chúng ta bắt đầu gọi nhá, bắt đầu này, gì, chuẩn, phương án sử, sử, có, anh nghe rõ nói rõ mà, hả? Chỉ mỗi tôi là giọng em hơi giọng người Sài Gòn. Sài Gòn. Chỗ phương án sử ra, chỗ phương án sử yêu gì? Yêu gì? Yêu chú ý đúng không? Chỗ phương án sử. Chỗ phương án sử gì nữa? Yêu chú ý gì? Yêu chú ý gì? Yêu chú ý phân tích gì nữa? Phân tích thị trường điều tra kế hoạch tờ cơ hiện diện đó em biết không chứ do tiết khả thi của kế hoạch khảo sát thị trường này do phương án sử giờ phải cái yêu chú ý cái gì yêu chú ý phân tích cái gì phân tích cái kế hoạch khảo sát thị trường cái tính khả thi của kế hoạch khảo sát thị trường phân tích gì phân tích thị trường đó thị trường điều tra gì kế hoạch tờ cơ hiện diện rồi em gửi đáp án cho anh cả em biết rồi đấy em biết nhận được chưa giờ đúng không giờ tiếp theo sang câu dưới đi câu số 7 em làm nào câu số 7 em biết là câu 7 đi câu số 7 là thế nào đấy câu số 7 chỉ là ok chỉ và giả chỉ dễ không những mà còn đấy em nhớ không chỉ dễ không những mà còn chuyện đúng không nó giống cả từ yêu yêu nữa vừa thế này vừa thế kia đấy chỉ yêu chỉ hiểu hay chỉ hiểu được thì con này sẽ là nó làm thế nào đây thị trường điều tra yêu chỉ thị trường điều tra nữa rồi thị trường điều tra chứ khảo sát thị trường này thị trường điều tra này thì nữa thì cần phải gì chỉ hiểu gì điều
điều tra dễ dàng dễ dễ dàng nghiên cứu đó, đúng không? Đó, cái nghiên cứu là điều nghiên đấy, nó là điều nghiên hay là điều tra khảo sát hay là điều tra hay là điều tra nghiên cứu đó. Nó gọi là tắt là điều nghiên, cái này nó hơi tắt tí. Giờ em nói lại đi, gì nhỉ? Thị trường tiêu dùng đúng không? Thị trường tiêu dùng gì? Chi yào gì? Chi rán chi yào gì? Chi yào điều tra dễ dàng dễ dễ dàng dễ dễ dàng nghiên cứu thấy không? Rồi, đúng không? Thị trường tiêu dùng, thị trường tiêu dùng, chi yào gì? Chi yào điều tra dễ dàng dễ dễ dàng nghiên cứu, thấy chưa? Nào, thị trường điều tra, đúng không? Thị trường điều tra, hay thị trường tiêu dùng, đó. Em viết tắt điện thoại gì à? Em trời đang nóng mà. Nắng nóng. Giờ sang câu số 8 đi. Trong Nam nó nóng à? Trời lạnh à? Bây giờ ở Hà Nội đang là tầm 18 độ. Ở đây là 18 độ. Không biết chỗ em là bao nhiêu độ? 18 độ đấy. Ở chỗ em là 18 độ, không biết chỗ em Vi là bao, chắc là phải tầm 30 độ rồi. Ừ. Nè. Giờ tiếp đi sang câu 8 lên lần ra, câu 8 đi. Câu 8 lần rồi. Câu 8. Thị trường tiêu dùng gì? Cái này học. Giờ thị trường tiêu dùng gì nữa? Thị trường gì? Tiêu dùng. Gì? Y mà đại học là cái môn học vấn, là cái môn là đại học vấn, học vấn. Y mà đại học vấn, học là học vấn ấy, là cái môn học vấn lớn, là cái môn học vấn lớn. Đại học mà là cái môn đại học, như là thật là cái môn đại học, là như vậy. Đại học. Là thị trường điều tra chính là một đại học vấn à. Đấy các bạn. Thị trường điều tra, thị trường điều tra chính là một môn đại gì? Đại học vấn à. Đại học vấn, cái môn đại học đấy, kiểu cái môn rất là lớn, môn là đại học, môn lớn. Được chưa? Rồi các em ra, anh cười em đi cái. Tiếp theo đi. Câu số 8 à 9 đi, em là câu số 9 đi. Em là trước đi. Xem thế nào, em là trước đi xem câu số 9 là thế nào. Chỉ học rồi, doanh nghiệp rồi, là thị trường tiêu dùng là giờ học rồi nó không? Điều nghiên thị trường này. Chừng chưa học rồi, chừng chưa là gì, học là chính xác này, đúng phần là có thể hay không? Học chưa em? Đúng phần là có thể hay không? Chưa. Chứ sẽ là quyết sách đây, là cái sách được để quyết định, mang sẽ là mang tính chất quyết định, chứ sẽ là quyết sách. Rồi chú là ra quan si trở, rồi cái này quá rõ rồi em làm nào. Giờ cái gì chứ em nói lại xem nào, chỉ gì đúng không? Thị trường giờ tiêu dùng giờ quan si trở chỉ đang phòng thợ chưa ra chờ giờ thị trường chưa chuyển là quyết sách chuyển sửa giờ thị trường tiêu dùng nữa, khảo sát thị trường nó liên quan đến gì, liên quan đến doanh nghiệp nó có thể đưa ra một cái gì, đưa ra một cái quyết sách chính xác hay không. Giờ ok các bạn. Thị trường tiêu dùng, thị trường tiêu dùng. Em đi thỉnh thoảng, em đi về thỉnh thoảng phải xem lại và diễn đàn xem lại bài nhá. Thỉnh thoảng và diễn đàn xem lại bài. Gì thị trường gì, tiêu dùng đúng không? Quan si trở gì, quan si trở nó liên quan gì, liên quan tới doanh nghiệp đúng không? Chỉ là, sự phẩu gì, sự phẩu năng cho chú chính xác gì, chính xác được quyết sách. Đó, sự phẩu năng cho chú chính xác được quyết sách. Em có không? Thị trường tiêu dùng. Quan系着的，关系着的企业是否能的，是否就那个外头是否啊？能否企业的能否啊？什么的能否啊？能否跟那飞企业能否啊？真的能否啊？能否做出正确的决策？企业能否跟那飞的能否？
Nấng phở gì? Nấng phở chua chu gì? Chua chu trần chuyện tờ gì? Trần chuyện tờ chuyện là quyết sách đấy. Cái là cái sách lược mang tính chất quyết định. À, mang tính chất quyết định à, sống hay còn đây, đúng không? Rồi, anh con chưa? Cho chu trần chuyện à, trần chuyện trần chuyện trần chuyện tờ chuyện sửa. Rồi, xem tiếp câu dưới đi. À, câu dưới anh làm nào. Câu dưới đi, bài dưới. Thuế quảng là rồi là gì? Em có nhớ từ thuế quảng là gì không? Thuế quảng là gì? Thế còn là gì? Thế quảng ở dưới, bài tiếp theo ở dưới đấy. Thấy chưa? Thế quảng. Rất là để là mở rộng đấy, quảng bá này, mở rộng đấy, quảng bá này. Thế quảng là quảng bá này, mở rộng đấy, quảng bá. À, mở rộng, quảng bá này, mở rộng. Thế bảy chương học rồi, đúng không? Chưa sử rồi, sư phụ hồ. Ok, cái này làm sao? Con này đơn giản rồi, em làm sao? Con này đi làm đi là gì? Con này định làm thế nào? Cái gì đấy? Hỏng máy rồi à? Hỏng máy rồi. Giờ chơi, thuê quảng gì? Thuê quảng Bảy Chương gì? Chưa sự hoạt động á? Chưa sự hoạt động gì? Chưa sự Bảy Chương sự đúng không? Bảy Chương sự gì? Bảy Chương sự Chưa sự là lần này này, tờ này là gì đó thì là kết thì là cái câu ti chắc là lần cái trạng thứ nhất đúng không? Sự hờ ở trước sự ok giờ trước sự ok con này đơn giản rồi anh vừa xong à, xong rồi em làm đi em đi làm đi con này đơn giản rồi em đi làm cho cái nào đây cái nào lên đầu đây trước sự这是北京市这次推广活动的第一站，你说呢？你说那个关系呢？北京市这次推广的第一站，你说呢？这次活动的，对，第一站叫 Bắc Kinh 了，这，là cái làm một cái trạm đầu tiên đấy, là cái trạm đầu tiên để quảng bá cái hoạt động này, là cái trạm đầu tiên để quảng bá. Rồi, gần giờ, OK, em qua đây. À, Bắc Kinh 是推广，北京市的这次推广，这活动的第一站，嗯，你看，北京市的，北京市这次，然后北京。是这次推广的活动的第一站là cái điểm đầu tiên đấy là cái bước đầu tiên trong cái hoạt động này này trong cái chiến dịch này là Bắc Kinh 是这次的这次推广的活动的第一站等一下Bắc Kinh 是这次推广活动的第一站 rồi ok hãy kiểm tra xem cái nào được không rồi这次是Bắc Kinh推广OK, cái đáp án 1, đáp án 2 là gì? Chúng ta có cả đáp án 2 nhé. Đáp án 2 là gì? Chúng ta cho từ trước sự lần đầu đấy. Lần này là gì? Trước sự sự. Lần này là gì? Lần này là cái sự Bảy Chương gì? Bảy Chương thuê quảng hồ tùm tờ đi ra. Trước sự sự. Chúng ta cho cái từ trước sự lần đầu. Trước sự sự Bảy Chương thuê quảng hồ tùm tờ đi ra. Chúng ta có thể nói là theo kiểu đấy. Lần này là gì? Lần này là cái trận đầu tiên. Cái trận đầu tiên. Của cái gì của cái hoạt động của cái chiến dịch mà Bắc Kinh làm trước sự chúng ta cho từ trước sinh là trước sự sự gì Bắc Kinh thuê quảng gì thuê quảng hoạt động tờ tỷ y trạng chúng ta soi lên đáp án thứ hai đó thế là gì là lần này là gì lần này là cái trận đầu tiên là sao mà Bắc Kinh quảng bá hoạt động đây là cái đáp án thứ hai chúng ta có thể là có hai đáp án đấy À, chúng ta không tìm một cái đâu. Trước sự sự Bảy Chương gì thuê quảng gì thuê quảng hoạt động tờ gì tờ đi y trạng. Anh thấy chưa? Trước sự sự Bảy Chương thuê quảng hoạt động tờ đi y trạng. Đây là đáp án thứ hai. À, chúng ta cả có hai đáp án. Ok, gọi nó rồi. Gì em? Giờ em đi không chưa? Ok. Xem gọi anh. Xem gọi. Đây, tiếp là sang câu số 2 em làm nào, câu số 2, hiện chiều giờ của mình rồi. Và mình tờ gì?
Bể Trường Thi chỉ là cái khu vực Bắc Kinh, Bể Trường Thi chỉ là khu vực Bắc Kinh. Trong khoảng là cái tình trạng, trong khoảng tình trạng sao phải là tiêu 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 dùng. Dạ là muốn là con này làm nào. Mà nhập chưa gì. Đó đó thì của mà giao có thi giao đúng không? Của mình giao dành cho gì? Dành cho Bắc Kinh thì chỉ sao phải tờ trong khoảng rồi anh các bạn ở mà dành cho Bắc Kinh thì chỉ tờ sao phải trong khoảng à, chúng ta phải nghiên cứu gì? Nghiên cứu cái tình trạng tiêu dùng của gì? Tiêu dùng của gì khu vực Bắc Kinh đấy các bạn ở mà gì dành cho Bắc Kinh thì chỉ tờ tờ gì tờ sao phải trong khoảng. Đấy, anh có được không? Của mình giao nghiên cứu gì Bắc Kinh thị trường tờ gì tiêu phí trạng khoảng đúng không? Ờ, chúng ta giao nghiên cứu Bắc Kinh thị trường tờ tiêu phí trạng khoảng đúng không? Chúng ta giao nghiên cứu Bắc Kinh thị trường tờ tiêu phí trạng khoảng đúng không? Rồi. Cứ em đi ngay. Rồi, tiếp sang bây giờ câu số 3 hay là nào? Câu số 3. Em đi làm câu 3 đi. Câu 3 em đi làm nào đây? Câu 3. Câu số 3. Mà tả son gì? Mà tả son gì chưa gì nữa? Mà tả son gì chưa? Cơ ta品牌 tờ gì? Quan phương网站 là cái website chính thức của gì của các cái hãng nổi tiếng của các hãng nổi tiếng. Chúng tôi dự định nghiên cứu giờ các website chính thức của các hãng nổi tiếng. Giờ em nói lại đi, của mà tả soạn gì anh chưa gì à, cửa 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 ta品牌 chứ, cửa ta品牌, cửa ta品牌 từ quan phương chứ, quan phương网站 là website chính thức này, official gì đó, website đúng không? Là website chính thức đây à, các bạn của mình gì của mình tả soạn nghiên cứu để cửa ta品牌 từ gì từ quan phương网站à, website chính thức rồi anh các bạn, chúng ta tả soạn nghiên cứu gì nghiên cứu cửa ta品牌 từ gì quan phương网站này xong chưa? Là chúng ta tả soạn nghiên cứu cửa ta品牌 từ quan phương网站啊, quan phương网站này các bạn, chúng ta tả soạn nghiên cứu cửa ta品牌 từ quan phương网站rồi tiếp câu dưới đây anh làm đây, câu dưới làm gì làm thế nào em biết là câu dưới đi. Gọi ra viễn thông tiếng gọi là định vị này, giờ như tôi phải là gì là cái hãng vận động đấy, cái hãng thể thao đấy, viễn thông là thể thao nữa không phải là vận động nữa đâu, nó là thể thao đấy, các cái hãng thể thao gì các cái sản phẩm nổi tiếng hãng thể thao của mình từ chuẩn chuyên là chính xác này, chuẩn xác chua chú là đưa ra làm ra cái này là nó cái này quá rõ rồi, làm nào đấy em làm đi. Đó, mình gì ok là hơi lộn, hơi lộn lộn làm lại hơi lộn lộn. Còn món gì chúng ta phải định vị à, chúng ta phải định vị gì bao nhiêu tiền quay gì à, bao nhiêu gì bao nhiêu tiền quay gì bao nhiêu tiền quay bao nhiêu tiền quay gì tiền quay của mình à, đây làm gì có của mình, của mình tơ thôi, làm gì có của mình giao đó, đây là của mình tơ mà viên tùng品牌 này là cái này chúng ta phải xác định được cái nào là chủ ngữ đó. Viên tùng品牌 là gì, cái hãng nổi tiếng này, hãng thể thao này, hãng thể thao nổi tiếng này, của mình tơ là của chúng ta này, mình chưa chuẩn chưa là gì thì là chuẩn xác này, chủ là đưa ra tìm gọi là định vị. Cái chúng ta phải là phải phải bắt đầu nối từ nối các câu với nhau, là nối các cái từ vựng lại với nhau để cho nó chuẩn xác chuẩn chưa chua chu rồi chua chu giao chua chu rồi giao chua chu gì chua chu của mình tờ vận động品牌 rồi là cái gì là cái hãng nổi tiếng của chúng ta của mình tờ cái từ quấy làm đó quấy giao xong mà quấy chua chua quấy quấy bình thường của mình tờ chuẩn chưa cái này nó hơi là nhằng đấy hơi là nhằng đấy cái này không cần là dễ bị nhầm chuẩn chưa tờ là
cái gì là chuẩn xác, cái gì là từ từ chuẩn chưa, đúng không? À, cho nó là cái định vị chính xác đúng không, cho nó chuẩn xác, nó ghét là một đi, chua chua chuẩn giờ chua chua chuẩn chưa tới tinh quay gì nữa, chua chua chuẩn chưa tới tinh quay, yào gì yào chua chua yào chua chua gì giờ tên là uyên tương bị phá, yào chua chua của mình yào chua chua của mình giao cho chủ chuẩn chưa tờ tin quay à, là thiếu từ quay là đâu à, giao cho chủ gì giao cho chủ và giao chuẩn chưa tờ giao không giao cho chủ chuẩn chưa tờ tin quay à, chuẩn chưa tờ tin quay là cái định vị nó chính xác đúng không, viên thùng品牌mà ta gì đó, viên thùng品牌要做出准确, cái này nó hơi phức tạp đấy, em làm tiếp đi, là gì đó, đó, 要我们的 gì, 我们的运动品牌, ok, cái này chúng ta phải nó phải từ way gì đó, way 我要啊 way 我们要 way 要啊，它是 vì 知道要 way 它刚才 nói cái này em phải để là có từ 要 từ way, ta để ta vì cái gì đó để làm cái gì đó em phải nhớ nhá, way 什么什么 giờ xong rồi đưa ra cái gì đó để làm gì đó, vậy các em phải nói ra gì, 要 为 gì, 要 为 我们的 gì, phải vì gì, tức là chúng ta phải 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 vì cái gì về cái hãng nổi cái hãng thể thao của chúng ta đấy, cái hãng thể thao của chúng ta đưa ra một cái gì, đưa ra một cái định vị chính xác, ok em nắm được chưa, yeah, way cái này nó là cái bẫy cái bẫy là không không cần thật là bị dối đấy, bị dối vào cái bẫy bẫy này đấy, yeah, way của mình tự viên tung biển phái chua chú chuẩn chơi tờ tình quay em nói lại đi, em nói lại đi, yeah, yeah, way của mình tờ chuẩn chơi tờ tình quay giờ, ok cái từ chuẩn chơi tờ tình quay thì mà là làm đúng rồi đúng không, chua chú là đúng rồi, nhưng mà nó lại bị chúng ta bị dỗ ở cái rồi gì là cái yao wei à, nằm không biết nằm đâu à, và cái yao wei là gì anh có ba yao wei gì yao wei yao wei gì của mình tờ pin phái gì pin phái chua chu chuẩn chưa tờ gì chuẩn chưa tờ tình quay câu này em dịch thế nào em thì dịch em biết dịch lại đi à, thì mới hiểu được bản chất câu này yao wei gì của mình tờ gì pin phái của chúng ta đúng không? Chủ chủ. À, thương hiệu chúng là gì là chúng là cái là gì? Là cái hãng đi, chúng là gì hãng ấy? Cái hãng sản phẩm ấy, cái hãng sản phẩm hay là cái hãng của chúng ta, cái hãng sản phẩm của chúng ta, tức là chúng ta phải định vị phải đưa ra định vị chính xác cho cái hãng sản phẩm của chúng ta. À, và dịch như vậy cho nó xuôi. Em nhớ biết cách gì chưa? Của mình yao gì? Yao wei wo men de pin pai. Chua gì? Chua chú lại đợi đó chua chú chua chú cái gì chua chú chuẩn chưa tờ tiền quay được chưa yao wei wo men de pin pai chua chú chuẩn chưa tờ tiền quay câu này nó đơn giản nhưng mà nó lại dễ bị lẫn dễ bị dối kể okay, đúng rồi giờ thân tích câu rồi đi anh lắng nào câu dậy 市场调研的你呢？市场调研要谁？要市场调研要谁？要全方位多渠道，要全方位多渠道。那给全方位就给那给考察市场哎，那研究考察市场，那反正那反正断线，反正反正大坑，断线，反正大坑，啊，明白吗？市场调研要机要全方位啊，多渠道。市场调研要全方位啊，覆盖啊，多渠道。大家，市场调研要全方位，什么覆盖多渠道啊 ？MV phải về xem lại video này nhá, à, thì mới nắm bắt bài nó tốt hơn được. Rồi cho em biết, em phải một cái.
phẩy giữa cái gì chém phẳng vậy, và tôi chỉ tả nó là hai 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 cái từ đấy. Đấy, ép phẩy giữa từ chuyển phẳng vậy quá, tua chỉ tả. Được chưa em Vi? Rồi sang tiếp câu dưới đây, câu số 6 là nào? Câu số 6. Đó. Của mình gì? Của mình tuổi tiêu phê chủ tờ gì? Lấy xuống chỉnh xin xì phân. Ở xì phân là gì, là chia chi tiết ra. Chia là chi tiết ra. Rồi. Chỉnh xin phân xì đúng không? Xì phân. Rồi mình gì? Mình chỉ khỏi. Rồi con này làm lại chưa được, chưa được. Làm lại, làm lại. Em làm lại. Ờ mình rồi. Tại sao phải trở tờ gì? Là lấy xiềng gì nữa? Làm gì có từ chi xiềng đâu, em làm gì có từ chi xiềng? Ông mà chi khoa giờ ông mà cho mình lên kế hoạch đúng không? Ông mà chi khoa gì cho mình lên kế hoạch? Tôi sẽ bắt đầu tôi lấy xiềng chi xiềng gì? Chi phận là rồi. Rồi, ok. Em dịch có cái gì em dịch lại đi. Chúng ta chúng tôi lên kế hoạch gì? Lên kế hoạch gì nữa? Tiến hành chia nhỏ đúng không? Chia nhỏ cái gì, cái loại hình của người tiêu dùng. Rồi em có vào đi. Rồi anh có vào chưa? Ủa mà gì? Ủa mà chi khoa gì? Chi khoa đối tiêu phi trở tờ lây xiềng gì? Chính xiềng có thể chính xiềng không? Chính xiềng si phận là chia nhỏ chia chi tiết ra. Ủa mà chi khoa đối tiêu phi trở tờ lây xiềng chính xiềng gì? Chính xiềng chỉ chỉ xi phân, chỉ xiềng xi phân, xi phân chưa? Xi phân là gì? Phân xi, xi phân thôi. Em biết hôm nay lại lại nhầm nhạt rồi. Xi phân xi khác chưa? Phân xi là phân tích, còn xi phân là gì? Xi phân là chia nhỏ đấy, chia nhỏ ra. Giờ em biết không chưa? Thế sang câu dưới đi, em biết làm nào? Câu dưới, em biết làm câu dưới đi. Các bạn làm này, thì câu là công cấp này. Gì nữa? Tờ giờ nó qua khuây là sẽ này, vấn thì là gì, là vấn đề, số chữ là số liệu, dữ liệu, tiền liền là định lượng, tải liền là lượng lớn. Rồi em làm thế nào, có chúng ta còn bắt đầu có manh mối rồi, em làm đi, em làm trước đi á, em làm thế nào đã, xong anh sẽ chữa xong. Thế nào em làm đi thế nào em gì à, thì cung này. Vấn thí gì tờ gì? Thí công ở vấn thí. Rồi thế này. Ở đây có gì nhỉ? Thí công ta liang gì? Ta liang thí công ta liang. Ở cái này em phải bắt đầu tức là phải nhóm những cái từ mà nó có liên quan với nhau. Nó kể giống như chơi trò ghép chữ đấy. Chưa trò xếp hình các chữ đấy. Chúng ta có từ là gì? Từ vấn đề gì? Từ ta liang su chi là cái số lượng lớn dữ liệu, hay là một cái lượng lớn dữ liệu. Thí cung ta liang su chi. Chúng ta bắt đầu ghép lại, dần dần nó sẽ thành cái câu. Thí cung gì? Ta liang su chi gì nữa? Khơi gì? Giờ vấn đề định lượng sẽ gì? Sẽ vấn là gì à? Định lượng vấn đề hội gì? Hội thí cung đa lượng tờ số chữ. Đa lượng tờ số chữ. Giờ tớ em nắm được cái làn chưa? Nó chỉ có như vậy thôi, chứ mà bắt đầu chúng ta tìm lần mò ra các cái manh mối, xong bắt đầu ghép dần lại nó thành một cái câu hoàn chỉnh. Giờ ok, em nắm được cái làn chưa? Nó chỉ có như vậy thôi, nhưng mà cái này chúng ta phải học bài cũ đã thì mới giải được bài này. Giờ gì nào? Định lượng đúng không? Định lượng vấn đề gì? Hội thí công gì? Hội thí công đa lượng tờ số chữ. Anh hiểu chưa? Tiếng lượng vấn đề hội gì? Các cái vấn đề định lượng đó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái dữ liệu lớn ấy. Thí công gì? Thí công đa lượng tờ số chữ. Giờ ok, em đi biết cách làm bài chưa? Ok rồi. Ok xong nào. Ok anh có ống rồi, em bị ống rồi. Cười em bị cả. Cho nó đỡ buồn. Tiếp sang cái giờ
gì nhỉ? Thì cô giờ là tiết là cô giám gì khuây của mình giờ quên chuyên là cô bảng câu hỏi này, sơ chi là thiết kế này, tiếp theo là điều tra này, khảo sát này, khảo chỉnh khoản là nó chỉnh chỉnh khoản cái này nó tương tương với từ là gì ạ? Em có nhớ từ trong tiếng Anh là gì nhỉ? ASAP đấy, em nhớ. Em có biết từ ASAP là gì không? Cái nó giống với từ chỉnh khoản đấy. Chỉnh khoản là nhanh nhất có thể. Chỉnh khoản là gì? Nhanh nhất có thể là tương đương với từ là ASAP là as soon as possible đấy, em có nhớ. Trong trong tiếng Anh từ as soon as possible. ASAP chỉnh khoản. Giờ vậy câu này em làm nha. Em làm đi. Sơ chỉ ở cái câu này đơn giản rồi mà em làm đi. Ở bàn gì? Ok. Ở bàn gì? Em làm đi, ở bàn gì? Giờ gì nữa mà khoanh chỉnh khoa gì? Nếu mà khoanh chỉnh khoa chúng tôi sẽ nhanh nhất có thể gì? Sơ chỉ gì? Sơ chỉ khảo. Theo trả nguồn chuyện. Đó, phải có cái kết quả là từ khảo kết quả. Là tính từ kết quả. Là em phải từ sơ chi giống là thiết kế đây là design ấy, em biết từ design em mình khỏe trên quần chuyển thế đấy ok là em đi thật chết rồi sẽ là hỏi của anh câu này em là anh cũng buồn hơi buồn ông khơi chính quan gì không được không được em phải nói là động từ của một kết quả nha động từ của tính từ đấy tính từ là tính từ kết quả ông mới khơi chỉnh khoai sơ chi học tiểu trả quần chuyển. Đó, em nói lại đi. Em nói lại đi,我们会尽快的。设计好调查问卷的。来，看看吧，我们的，我们会，我们会的。会设尽快了，人家可以了，尽快。设计好啊，设计好，设计好的调查问卷，大家。同学写。ASAP thiết kế cái gì? Thiết kế cái bảng câu hỏi. Đấy, em biết năm chưa? Bảng câu hỏi questionnaire đấy, questionnaire. Rồi em mình gọi rồi. Câu số 9 là gì? Em làm đi, câu số 9 là gì? Khởi của mình rồi, xiao qian rồi, xiao chu là tự hỗ trợ trợ giúp, xiao chu trợ giúp. Xiao qian gì? Tôi có thể让小钱协助就协助你们。Rồi các bạn có thể ra xiao qian xiao chu bạn, tôi có thể là bảo gì bảo cái thằng xiao chén này thằng tiểu tiền đấy giúp cho gì trợ giúp các bạn anh các bạn của mình khơi gì của khơi gì nhỉ rồi của rằng gì xiao chén gì khơi mà có tư khơi à của khơi ra xiao chén gì xiao chu nị mạng rồi anh các bạn của khơi ra xiao chén xiao chu nị mạng của khơi rằng xiao chén rằng xiao gì xiao qian xie zhu ni man nè các bạn, tôi có thể让小钱协助你们, tôi có thể让小钱协助你们, em biết không chưa? Em biết không chưa? Nào, tiếp theo câu số 10,问卷子呢là câu bảng câu hỏi này,问负责là phụ trách, xin chỉ là tin tức, sau chỉ là thu thập, theo trả là khảo sát, trang phụ trách là phó giám đốc trường, hứa con này em làm ra, con này quá rõ rồi, làm thế nào đấy? Trang phụ trách này ra trang phụ trách này Rồi cái gì đây nó làm thế nào trang phụ trách này chứ phụ trợ đúng không phụ trợ sâu chí gì sâu chí xin si à thu thập tin tức đúng không rồi, cái tin tức là sâu chí xin si hứa theo trạng quân chuyện giờ và cái gì và cái khảo và gì có theo trả quân chân và gì và khảo sát cái bảng câu hỏi đúng không? Rồi anh các bạn trang phụ trình lý trang phụ trình lý trang phụ trình lý trang này phụ trình lý là phó giám đốc này trương này phụ trợ gì phụ trợ sâu chí gì sâu chí xin xị hứa gì hứa theo trả quân chuyện và theo trả và khảo sát cái bảng câu hỏi theo trả quân chuyện đấy không? Trang phụ trình lý trang phụ trình lý phụ trợ cái gì phụ trợ收集信息和的和调查问卷，来个张副经理负责收集信息和调查问卷张副经理负责信息和调查问卷，再见。张副经理负责收集信息和调查问卷，哎，听不见？giờ tiếp sang sang tiếp theo đây sang bài tiếp theo là chúng ta sẽ đọc bài trang 83 này trang 83 đọc hiểu đấy.
Rồi, nó có tư vựng ở trang 84. Em nhìn thấy chưa? Trang 84 này. Rồi, chúng ta tôi đưa tên từ gì? Portal là gì? Portal là báo cáo, report đấy. Portal là báo cáo report. Em biết từ này chưa? Báo cáo, mà nó có báo tả nó hay dùng trong báo chí. Báo tả là dùng trong cái này, từ này dùng trong báo chí, phóng viên nó chỉ được báo tả. Báo tả là báo cáo đấy. Nó tương đương với từ là từ báo cáo. Cái từ này nó hay dùng trong báo chí này, trong trong phóng viên nó hay dùng từ này, báo tả. Chỉ được báo tả. Là phóng viên báo cáo, báo tả. Báo tả. Nó hay dùng trong trong báo chí đấy, trong cái ngôn ngữ báo chí nó hay dùng cái từ này, báo tả. Tức là gì, căn cứ vào gì, là dựa dựa vào cái báo cáo của cái gì, của tin tức, của tin tức ngày hôm nay. Em nói nào, em học từ căn cứ chưa, chỉ hay là cân chỉ? Chúng ta có cân chỉ đúng không, chúng ta học rồi đúng không? Cân chỉ cái gì, căn cứ vào cái báo cáo của tin tức hôm nay là gì, hay là cân chỉ gì, cân chỉ. Em học từ tin tức chưa, là xin vừa học chưa, em học từ xin vừa chưa, xin vừa là tin tức này, xin vừa cân chỉ gì, cân cân chỉ chi tiên từ từ xin vừa bao tả. Nó hay dùng từ này là ngôn ngữ báo chí, ngôn ngữ báo chí đấy. Em phải cái này, em phải biết học cả ngôn ngữ báo chí thì em mới dịch được những cái này. Cân chỉ gì, cân chỉ chi tiên từ gì, từ xin vừa bao tả, tức là căn cứ vào gì, vào cái báo cáo tin tức của ngày hôm nay đấy các bạn. Cân chỉ chi tiên từ xin vừa bao tả là từ này đấy. Chúng ta phải có cả một chút cái mảng từ vựng về báo chí nữa. Em vì mà đọc báo Trung Quốc thì chắc là rồi hết cả mắt hết cả mắt. Được chưa? Em biết em chưa? Tên xin là thông tin đấy, nó tin tức cũng là thông tin. Xin là thông tin, thông tin đấy, thông tin là những cái tin tức này, những thông tin này. Nó tin xin là thông tin nhiều hơn, nó thông tin nha. Xin là thông tin hay là tin tức. Cái hai này từ này nó dùng khác nhau đấy, mặc dù nó nghĩa nó quen là nhau đấy. Rồi, ví dụ nhá, cái từ xin xin, ví dụ em có, em chưa dùng cái giao diện ngôn ngữ tiếng Trung ở trên điện thoại chưa, em dùng chưa ngôn ngữ giao diện tiếng Trung ở trên điện thoại ấy. Và Trung Quốc thì nó hay có cái này, ví dụ phát xin xin, bạn nhắn tin cho tôi đi, nè cái ổ gì, thì cái pha xin xin bạn nhắn tin cho tôi đi. Cái từ này trong trong các cái tin, trong cái tin nhắn trên 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 ngôn ngữ tiếng Trung cơ, ở trên điện thoại ấy. Thì hồi xưa anh dùng điện thoại của Trung Quốc mà nó toàn ngôn ngữ tiếng Trung hết, nó hay có cái này, thì cái pha xin xin bạn xin xin như này, của số tao xin xin là tôi nhận được tin, tôi nhận được tin rồi, của số tao xin xin là anh có cái này bạn á, thì cái ổ gì pha xin xin bạn, bạn gửi tin nhắn cho tôi đi, bạn gửi tin nhắn cho tôi đi. Em có biết có cái đoạn này không? Để chúng ta phân biệt được cái từ xin xin và từ xin vấn. Em biết không? Xin xin. Nhìn cái file xin xin bà. Em xong chưa? Rồi nó là tôi nhận được tin nhắn của bạn rồi. Em nói là tôi nhận được tin nhắn của bạn rồi. Ủa gì? Ủa sâu tao nì tờ. Nì tờ xin xin là. Rồi anh ơi. Ủa sâu tao nì tờ xin xin là. Ủa sâu tao. Ủa sâu tao. Nì tờ gì? Nì tờ xin xin là. Tôi nhận được tin nhắn của bạn rồi. Đó, đây cái ngôn ngữ, cái từ ngữ hay dùng ở trong tin nhắn, ở trong trên điện thoại nó hay nhắn tin cho nhau. Xin xin. Rồi. SB không chứ? Đó. Em biết nói tiếp là tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn bạn gửi cho tôi. Em nói là tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn bạn gửi cho tôi. Thì nói nè. Wo hai mei shou dao zhe. Wo hai mei shou dao zhe. Ni fa gei wo de xin xin nha. Ờ này, ủa khai mày sâu tao, nhận được cái gì? Để phát kêu là định ngữ cho cái từ là từ xin xin nha. Anh nhớ nha. Ủa khai mày sâu tao, thì kêu phát tờ gì? Xin xin. Ủa khai mày sâu tao, thì cái ủa gì? Phát tờ gì? Phát tờ xin xin. Em biết làm được chưa? Là tin nhắn đấy, tin nhắn, tin tức hay tin nhắn? Hay là tin nhắn? Tin nhắn. Xin xin. Em biết làm chưa? Nó làm gì? Hay là gì, xin xin là tin nhắn. Rồi, thế xin xin. Có từ xin vấn là thời sự, nó tức là thời sự, tin tức lại là tin tức về thời sự. Xin vấn là thời sự tin tức. Xin vấn. Nó thời sự. Em nói là bạn bạn thường buổi tối bạn thường xem thời sự không? Em nói là buổi tối bạn thường xem thời sự không? Em nói là buổi tối bạn thường xem thời sự không? Và sao gì? Chẳng khai
chẳng khan xin vấn mà rồi các bạn quản sát nhỉ chẳng khan xin vấn mà quản sát nhỉ chẳng khan xin vấn mà bởi các bạn thường xem tin tức không nên dùng từ này đó là từ thời sự đấy, tin tức là tin tức của thời sự, còn tin xin xin kia là tin tức của tin nhắn à, được chưa em phân biệt được chưa quản sát nhỉ chẳng khan xin vấn mà em nói là tôi không có thời gian xem thời sự, em nói là tôi không có thời gian xem thời sự của mấy giờ gì tôi không có thời gian xem thời sự. Tôi không có thời gian xem thời sự. Nó chỉ là có sự khác nhau như vậy thôi. Em đã phân biệt được chưa? Là tiếp vào từ gì nhỉ? Căn cứ bảo tàng không? Căn cứ trên nền sinh vật bảo tàng. Em học từ mấy thì chưa? Em đi học từ mấy thì chưa? Nó là phương tiện truyền thông. Nó là đa phương. Là media đấy, là media đúng không? Là đa phương tiện đây. À, như là báo chí này, mạng báo chí này, xong là video này, xong là các cái tin tức truyền miệng này, các con quảng cáo này, vân vân. TV là phương tiện truyền thông đấy, là mấy thì bạn là phương tiện truyền thông. Giờ mấy thì phương tiện truyền thông giờ tiếp vào từ nhỉ? Từ bảo tàng. Mẫu là gì? Mẫu là một vài, nó là đại từ một vài gì đó, đại từ mẫu. Mẫu một vài gì đó. Mẫu. Mẫu vài gì đó, nó là một cái nào đó gì đó em gì vậy, em ghi vào mẫu hoặc là gì đại từ chỉ cái gì đó, chỉ cái gì đó nào đó, được chưa nhá. Em tôi nói là hình như bạn đang thích người nào đó, em nói là hình như bạn đang thích người nào đó, em nói là hào xa học giống á, hào xa nì trai chỉ khoan gì mẫu đó là người nào đó, là mình không chỉ đích danh, không bêu tên ra, không chỉ đích danh ra, mình chỉ nói là bóng gió thôi, hào xa nì trai chỉ khoan mẫu rắn đó là mình đưa ra như vậy, em nắm được chưa, hào xa nì trai chỉ khoan mẫu rắn, hình như bạn đang thích người nào đó, thành công bạn đi. Khỏi xem thì trai xì hoa mẫu rắn. Giờ ok giờ em phải cười em đi cái mẫu rắn giờ tất cười cái mẫu rắn. Giờ đó là đây là gì? Đây là quy định của công ty nào đó. Anh nói nào? Đây là quy định của công ty nào đó. Anh nói nào? Đây là quy định của công ty nào đó. Chưa sơ gì? Chưa sơ mẫu công sư tờ gì? Quy tiền hết đó. Tại vì không chỉ một công ty cụ thể, không chỉ công ty cụ thể nó chỉ cái nào đó thôi. À, cái là cái cách nói của người Trung Quốc, nó không chỉ đích danh cụ thể. Chứ là gì? Chứ là mẫu công sư tờ quy tiền, đúng không? Chứ là mẫu công sư tờ quy tiền là một cái quy định của công ty nào đó. Chứ là mẫu công sư tờ quy tiền. Xong chưa? Nào, tiếp này. Đây là số liệu báo cáo của công ty nào đó, anh nói đây là số liệu báo cáo của công ty nào đó, thì nói nào, chưa sơ gì, chưa sơ mẫu công sư tờ gì, mẫu công sư tờ gì, tờ số liệu báo cáo là gì, số chi báo cáo, anh phải nói ngược lại, số chi báo cáo là số liệu là, hoặc là gì, anh có thể đảo lại gì, báo cáo số chi là số liệu báo cáo, chưa sơ mẫu công sư tờ báo cáo số chi, đây là gì, đây là cái dữ liệu báo cáo của công ty nào đó, hay là cái số liệu báo cáo của công ty nào đó, anh nói lại đi, chưa sơ gì, chưa sơ mẫu công sư tờ gì báo cáo số chi em viết nào đi thì mình nhớ được cái cách dùng từ mẫu công sư tờ báo cáo số chi ra à, chứ là mẫu công sư tờ báo cáo số chi là cái thế cũng được, báo cáo là cái số liệu do công ty nào đó báo cáo à, nó thì thay đổi thì nó sẽ nghĩa nó vẫn như vậy nhưng mà chỉ là cái chất tự chúng ta xáo trộn đi thôi, nên là từ mẫu chứ mẫu đấy mẫu mẫu ra giờ thế này sang gì sang vắng bẩn là cái gì em làm thế sang vắng bẩn là gì à cái gì đấy sang vắng bẩn là cái gì đấy đây là cái gì đây là cái browsing à là cái gì dụ lướt web à là cái netbook à nó là một trong bản phần nó là cái gì nó là một cái công cụ nó kiểu như là một cái gì một cái máy tính bảng đấy để mình chuyên để lướt web thôi, nó là một cái công cụ để chuyên lướt web là bản là một cái gì một cái như tôi nhớ cái cuốn vở đấy
sao hóa bẩn là gì? Nó là cái là cái thiết bị mạnh, nó máy tính bảng là gì? Nó là máy tính bảng, sao hóa bẩn là máy tính bảng lên mạng, là cái máy tính bảng lên mạng, nó là sao hóa bẩn. Chúng ta tạm dịch là gì? Nó là máy tính bảng lên mạng. Có cái đề chúng ta dịch là máy tính bảng lên mạng, sao hóa bẩn. Nó tên một cái loại đồ dụng dụng cụ thôi, sao hóa bẩn. Nó là cái máy tính bảng đấy, máy tính bảng để chuyên dùng để lướt web thôi, máy tính bảng chuyên dùng để lướt web. Nó giống như iPad đấy, em thấy không? Nó là sao hóa bẩn. Nó giống như iPad đấy, em có biết cái iPad không? Nó là sao hóa bẩn. Sao hóa bẩn. Giờ tiếp theo, sang tiếp theo, sao hóa bẩn cái gì? Giờ tiếp từ diễn nào đấy, trong mắt tôi gì nữa? Thông bị là so với cùng kỳ đó, thông bị là so với cùng kỳ, thông bị gì? Ta cùng so sánh với, cùng so sánh với, là so với cùng kỳ đấy, thông bị là so với cùng kỳ, đúng không? Em trong tiếng Anh là dịch đúng không? So sánh cùng với cái thời kỳ, nó cái thời kỳ tương tự của năm ngoái đúng không? Nó so sánh cùng kỳ đấy, so sánh cùng kỳ, đó là so sánh cùng kỳ. Giờ nó là gì? Trong em nói là sản lượng công ty, năm nay sản lượng của công ty so sánh với so sánh cùng kỳ tăng lên gì? Tăng lên 10%. Em nói là sản lượng công ty, hay là chi nhánh được, hay là sản lượng công ty so sánh cùng kỳ, là sản lượng công ty gì so sánh cùng kỳ tăng lên 10%. Công sở gì? Công sở tờ gì? Công sở tờ sản lượng này, công sở tờ sản lượng, công sở tờ sản lượng gì? Công sở tờ sản lượng gì nữa? Công sở tài sản liền thống bị gì? Thống bị so sánh cùng kỳ. Sao nữa? Tăng trưởng là gì? Thống bị tăng trưởng là công sở tờ công sở tài sản liền thống bị tăng trưởng là thống bị tăng trưởng là gì? Thống bị tăng trưởng là 10% là gì? 10%, 1%, 10% đấy. Công sở tài sản liền thống bị tăng trưởng là 10%, tức là chúng ta hiểu là so sánh cùng kỳ, tức là cái sản lượng của công ty tăng lên 10% so với năm ngoái đấy, ý là như vậy. Công sở tài sản liền thống bị tăng trở lại 10%, tức là sản lượng của công ty tăng lên 10% so với năm ngoái. Thế cho thêm từ chi nhánh vào đấy cho nó hay, cho nó rõ ràng hơn. Chi nhánh công sở tài sản liền thống bị tăng trở lại 10%, tức là gì? Năm nay sản lượng của công ty tăng hơn 10% so với năm ngoái. Em nắm được chưa? Chi nhánh gì? Chi nhánh công sở tài sản liền gì? Thống bị đúng không? Thống bị gì? Tăng trở lại 10%. 10%. Rồi anh em ạ, chi nhánh công sở sản lượng, chi nhánh công sở sản lượng tăng thống bị tăng trở lại 10%. Chúng ta hiểu được cái ý nghĩa bản chất của cái từ thống bị là gì? Là so với cùng kỳ năm ngoái, so với cùng kỳ năm ngoái. Anh nhớ nhá, là so với cùng kỳ năm ngoái. Rồi ok, anh còn đúng rồi. Thống bị tăng trở lại 10%. Giờ tiếp chúng ta từ gì? Từ từ gì nãy làm đi? Bề mặt Bắc Mỹ lâu qua là tên Bắc Mỹ định danh thôi, là gì? Chân chân phủ là gì? Chân phủ, ok, chúng ta có cái này nó liên quan đến cái từ là từ thuật ngữ rồi, là thuộc cái chuyên ngành rồi. Giờ em phải học riêng từ này đã thì mới hiểu được từ này. Là chúng ta có từ phố tôi là biên độ, em có ba phố tôi biên độ, phố tôi là biên độ, là biên độ nha. Rồi sẽ gọi như là từ biên độ cho em, phố tôi là biên độ. Biên độ, tại biên độ dao động này, em có nhớ biên độ đây là biên độ lên lên xuống xuống này, biên độ này, biên độ phố tuổi, biên độ được chưa? Nó là biên độ, là phố tuổi biên độ. Giờ tên là phố tuổi, rồi chúng ta từ gì? Từ chân phố là gì? Biên độ tăng lên, là biên độ tăng trưởng đấy, là biên độ tăng lên, biên độ tăng đấy, là chân phố là biên độ tăng. Chúng ta có từ chân phố là biên độ tăng, nó liên quan đến thuật ngữ và trong chứng khoán, trong chứng khoán. Chúng ta từ chân phố là biên độ tăng, chân phố là biên độ tăng. Sao nó này nó chậm đấy? Chân phố là biên độ tăng. Ok, chân phố là biên độ tăng. Đợi chúng ta từ chân phố nó chậm này, vẫn chưa xong à? Biên độ tăng. Chân phố biên độ tăng. Biên độ tăng. Em thấy chưa? Biên độ tăng. Anh sẽ ghi cả tiếng Việt cho em nữa. Là biên độ tăng. Chân phố biên độ tăng. Còn có cả từ này nữa. Chân phố là biên độ tăng. Đó, biên độ tăng. Giờ đó là năm nay biên độ tăng rất là rõ ràng. Em học từ rõ rệt chưa? Em học từ rõ rệt chưa?
Miếng xiển rất là hiển, rất là rõ rệt, rất là rõ, rất là rõ rệt, khẩn miếng xiển rõ rệt, rất là hiển nhiên đấy. Miếng xiển, khẩn miếng xiển. Đó, MV là sẽ là gõ gõ không dấu này, em gõ có dấu chứ, em gõ có dấu chứ. Chúng ta có từ miếng xiển phải không? Chia từ từ này đó là rõ rệt, miếng xiển là rõ rệt. Em ghi vào đi, nốt vào đi, miếng xiển là rõ rệt. Rất là rõ ràng, rất là hiển nhiên, rất là rõ ràng rồi. Rõ ràng, rõ ràng. Hơn miếng xiển, rất là rõ rệt. Miếng xiển rõ rệt, rệt, đúng không? Rõ rệt. Hơn miếng xiển. Rồi, em xem chưa? Rồi, ví dụ nhá. Nên là tôi thấy vấn đề này quá là quá rõ rồi. Anh nói là tôi thấy vấn đề này quá rõ ràng rồi. Thì nói là, ở chế tờ gì? Ở chế tờ. Chứ cái vấn đề thay gì thay miếng xiển là tức là quá hiển nhiên rồi, nó quá rõ ràng rồi, ta không cần phải bàn cãi nữa rồi, nó quá rõ ràng rồi. Anh nghe không? Anh nói đi, tôi thấy cái vấn đề thay miếng xiển là tôi thấy cái vấn đề rồi thay miếng xiển là tôi cảm thấy cái vấn đề này là quá rõ ràng rồi, nó không phải bàn cãi nữa rồi, không phải tranh luận nữa, mất thời gian. Tôi thấy cái vấn đề thay miếng xiển là rồi, anh nghe không? Miếng xiển đúng không? Giờ nó là năm nay biên độ tăng rất là rõ ràng, rất là rõ rệt. Nó năm nay biên độ tăng rất là rõ rệt. Chín nén gì? Chín nén chính phủ khẩn gì? Chín nén chính phủ khẩn gì? Miếng xiển đấy đó. Năm nay biên độ tăng rất là rõ rệt. Chín nén gì? Chín nén chính phủ khẩn gì? Miếng xiển. Năm nay biên độ tăng rất là rõ rệt. Chín nén chính phủ khẩn gì? Khẩn miếng xiển. Năm nay biên độ tăng rất là rõ rệt. Chín nén chính phủ khẩn miếng xiển. Nói không? Chín nén chính phủ khẩn miếng xiển. Rất là rõ rệt. Miếng xiển, chính phủ. Giờ tiếp anh đọc tiếp từ dưới từ gì? Làm từ gì? Đây chỉ là dự tính đấy, là dự tính đấy, dự tính, lại ước tính ấy, dự tính là ước chỉ. Anh cái này cũng đơn giản mà. Dự tính ước tính, giờ nó là tôi dự tính sản lượng năm sau sẽ có biên độ tăng rất là rõ rệt. Em nói là tôi dự tính sản lượng của công ty năm sau sẽ rất là rõ rệt. Em nói là tôi dự tính sản lượng của công ty năm sau sẽ rất là rõ rệt. Ủa uy chi giờ? Ủa uy chi giờ? Tôi dự tính sản lượng của công ty năm sau sẽ rất là rõ rệt. Ủa uy chi mình nè qua mình nè công sư tới trả liền. Khuê yếu gì? Khuê yếu khẩn gì hoặc có khẩn miếng xiển tờ gì miếng xiển tờ chính phủ là cái biên độ tăng đấy. Okay. Là tôi dự tính năm cái sản lượng của công ty năm sau sẽ có một cái sẽ có một cái gì cái biên độ tăng rất là rõ rệt, là biên độ tăng rất rõ rệt. Đó, em nói lại được cả câu đi. Bộ vị trí nên là công mình là công sư tờ trả liền hoặc có khẩn miếng xiển tờ chính phủ. Giờ anh có bác là chúng ta phải tập dậy, phải tập đấy. Bây giờ là ngôn ngữ báo cáo và tài chính rồi, ngôn ngữ về chứng khoán rồi. Bộ vị trí mình nên công sức tập trọng liệu hội hiệu khẩn miễn sản tơ chứng phủ. Giờ em thông chưa? Ok em giờ. Anh làm giờ. Rồi, vị trí. Tên này, vị trí. Mình sẽ chưa? Tiếp ra xong câu dưới là gì? Anh nói nào, câu dưới là gì? Từ dưới là từ húng chí là gì? Nó không chí đâu này. Khống chí, khống chí. Cái này khống chí này hay là khống hay là khống chí là Acer đây, em dùng hãng này chưa? Rồi hãng này thế nào? Cảm nhận thế nào? Đây là hãng của Trung Quốc này, khống chí là hãng Trung Quốc này. Acer à? Hình như trước ở Việt Nam có bán rồi sao? Bây giờ nó không có bán nữa rồi. Hết rồi. Hồi trước có bán, hồi xưa có bán. Acer. Giờ Asus, Hòa Xu à? Asus đúng không? Đây là hãng thì tên hãng thôi, khuê phổ là HP. Anh gọi các cái tên hãng này vào khung chín này cho nó nhớ thôi, để chúng ta đọc cho nó nhớ, sau này các bạn biết cách dịch. Chúng ta dịch khung chín là Acer, chúng ta có từ khung chín này. Tiếp là gì? Khung chín rồi tiếp là Hòa Xu là Asus này, Hòa Xu Asus gì đó, gì là Khuê Phụ là HP, Khuê Phụ HP, tại là Dell, em tại là Dell, tại là Dell Dell là phiên âm hết sang tiếng Trung rồi. Là những cái tên hãng thôi, nên là cái này nó là khống chế sẽ chủ tịch cái phần nào đó khống chế. Cái này là gì? Cái này nó
khóa sủa. Giờ cái này là gì? Nó là khuệ phổ là gì? HP. Tay ở là gì? Tay ở là gì? Tay ở là đeo. Đó, tay. Tay ở là đeo. Đó, anh dán nó chưa? Anh đã nhồi hết được không? Em có nhồi hết được từng đây không? Không chỉ. Giờ hồi xưa anh gặp cái hãng này suốt ngày đi trên đường ấy, anh đi trên đi đường các cái anh phải hay đi chơi Bắc, đi chơi vào thành Bắc Kinh ấy. Suốt ngày mấy cái tên hãng này. Trước anh đi hay đi cái đến chỗ là khu vực Trung Quan Xuân là thôn Trung Quan. Ở đấy nó chuyên bán các cái đồ linh kiện điện tử, thiết bị máy tính. Đó. Giờ thế xong bây giờ chúng ta từ gì à? Từ y ở đây là gì? Trong ngành đó. Trong ngành chứ sao trong ngành. Trong ngành. Trong ngành, ngành, ngành. Trong ngành các bạn đọc giải liệu ra. Yên này, trong ngành. Trong ngành. Người trong ngành là gì? Người yên này là người trong ngành, hoặc là yên này là người trong ngành. Là nhân sĩ trong ngành này, yên này là người trong ngành. Người trong ngành, yên này những người trong ngành. Sĩ là những người có kiến thức đấy, nó gọi là sĩ. Em chơi cờ tướng thì có con sĩ này, em biết không? Sĩ là những cái người mà có kiến thức. Viên bác, những người có kiến thức, học rộng, đó là sĩ. Là sĩ. Em biết con sĩ nằm đâu không? Con sĩ nằm đâu? Nằm đó, nằm đâu trên bàn cờ? Anh cũng biết con sĩ nằm đâu trên bàn cờ không? Nằm đó. Ok, thế mà em biết chơi cờ tướng. Con sĩ là sĩ, rồi sĩ là gì? Nhân sĩ tức là những người có kiến thức. Yên này là sĩ là những người có kiến thức trong ngành. Đó là như vậy. Yên này là sĩ. Rồi nó là căn cứ vào sự phân tích của những người trong ngành. Nó là căn cứ vào sự phân tích của những người trong ngành. Thì nói là căn cứ gì? Căn cứ yên này nhân sĩ là gì? Nhân sĩ là phân tích. Phân tích rồi anh các bạn. Căn cứ yên này nhân sĩ là phân tích là căn cứ vào những phân tích của những người có chuyên môn trong ngành đấy. Căn cứ yên này nhân sĩ là phân tích. Đấy là căn cứ yên này nhân sĩ là phân tích. Căn cứ yên này nhân sĩ là phân tích. Được chưa? Căn cứ yên này nhân sĩ là phân tích. Anh có kịp không? Căn cứ yên này nhân sĩ là phân tích. Ta tiếp đi là từ gì? Chỉ chứ là gì? Chỉ chứ là cái triển vọng đấy. Là cái tiềm cái nó chỉ là tiềm tàng hay triển vọng. Đó là những cái gì nó cái có những cái nó triển vọng cho nó thì triển vọng đấy, cho nó dễ. Triển vọng. Chứ là không triển vọng là gì? Bu chỉnh chỉ. Chỉnh chỉ là gì? Nó là tính từ đấy, là triển vọng đấy, tính từ. Ở đây nó là gì? Tương lai của cô ta rất có triển vọng. Anh nói là tương lai của cô ta rất có triển vọng là gì? Tha tờ gì? Trang lái. Tha tờ trang lái khấn khấn nhiều chỉ khấn khấn chỉnh chi khấn khấn nhiều chỉnh chi này rất là có triển vọng, khấn nhiều chỉnh chi chúng ta có thể nói như thế. Giờ chúng ta có thể cho cái từ chỉnh chi là danh từ cũng được. Khấn nhiều chỉnh chi là rất là có triển vọng, khấn nhiều chỉnh chi. Là chỉnh chi nó cũng vừa là tính từ, nó cũng vừa là gì, nó vừa là danh từ nữa. Đó. Trong sách nó chỉ ghi là một tính từ thôi, nhưng em bổ sung thêm là danh cả danh từ nữa. Đấy, các bạn đi tha tờ gì, tha tờ tương lai khấn như khấn nhớ chỉnh chi là tương lai của cô ta rất là có triển vọng. Chỉnh chi là triển vọng đấy, là cảnh khí, không chỉ là cảnh khí nhưng mà là triển vọng. Ok anh gọi đúng rồi. Tha tờ chân là khấn nhớ ai thiếu từ khẩn chỉnh chi. Ok thế được, gạt thế này được. Chỉnh chi. Giờ nó là gì? Nó là kinh tế năm nay. Kinh tế năm nay không triển vọng là gì? Kinh tế năm nay kinh tế năm nay không triển vọng là kinh tế năm nay không triển vọng là gì? Kinh tế năm nay không triển vọng là gì? Chi nén gì? Chi nén chinh chi gì? Chinh chi bu chỉnh chi thế thôi. Chi nén chinh chi bu chỉnh chi là kinh tế năm nay không triển vọng. Thế nào? Rất là điều hưu, rất là xám xịt, rất là điều hưu. Anh các bạn đi. Chi nén chinh chi chính trị gì? Kinh tế bất chỉnh chi. Chính niên kinh tế bất chỉnh chi. Chính niên kinh tế bất chỉnh chi. Chính niên kinh tế bất gì? Bất chỉnh chi. Kinh tế năm nay rất là điều hưu, không triển vọng. Chính niên kinh tế gì? Kinh tế bất chỉnh chi. Được chưa? Anh có nữa. Chính niên kinh tế bất chỉnh chi. Chính niên kinh tế bất chỉnh chi.
Thế là xong rồi ạ. Chỉnh chỉ là triển vọng. Tiếp vào từ biên chế là gì? Là tiện gì? Tiện lợi đây. Biên chế tiện lợi. Anh có ba biên chế tiện lợi. Phòng biên cũng là tiện lợi đúng không? Biên chế. Biên chế nó kiểu cái mình mang mang vát nó rất tiện lợi, tức là cầm rất là tiện lợi. Mang vát rất là tiện lợi, giống là cái laptop này mang vát rất là tiện lợi. Còn phong biện phòng còn phong biện là kiểu tiện lợi, nó cũng nó dùng 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 trong văn nói nhiều, nó có đây là biên chế dùng trong văn viết là nhiều. Giờ thế này, giờ anh nói là gì? Tôi thích sự tiện lợi của máy tính laptop. Anh nói là tôi thích sự tiện lợi của laptop. Biên chế là tính từ là tiện lợi hay là gì? Sự tiện lợi đấy. Danh từ anh nói là tôi sĩ quan gì? Tôi sĩ quan bị chi bẩn tiền là tờ gì? Tờ biên chế. Nào, anh nói lại đi. Tôi sĩ quan gì? Tôi sĩ quan bị chi bẩn tiền. Bị chi bẩn tiền là tờ biên chế. Cái từ biên chế này chúng ta chuyển sang nó thành danh từ nhá. Anh các bạn, tôi sĩ quan bị chi bẩn tiền là tờ biên. Ok, sao mình có gì đấy? Biên chế mà. Biên chế, đây là biên chế. Biên chế là tôi thích sự tiện lợi của gì của cái laptop hay của máy tính máy 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 tính máy máy tính bảng đấy hay máy tính sách tay đấy. Ô chỉ qua PC bản tiền nào tớ biên chế. Được chưa? Đây là danh từ biên chế. Là tính từ nữa. Biên chế. Giờ tiếp này. Biên chế. Giờ tiếp là tiếp chúng ta từ liên chế là gì? Liên chế là gì? Giá rẻ đấy. Giá rẻ lệ đúng không ạ? Liên chế nhìn chắc u mày đấy u u u mày lén chưa u mày lén chưa u mày là vật đẹp giá rẻ đấy u mày lén chưa ta u mày lén chưa u mày lén chưa vật đẹp giá rẻ u mày lén chưa có gì là vật đẹp giá rẻ anh sẽ ghi cả cái câu này nữa cho nó thành ngữ mà vật đẹp giá rẻ là u mày lén chưa nó là vật đẹp giá rẻ được chưa u mẻ liền chưa là vật đẹp giá rẻ u mẻ liền chưa giờ liền chưa em là gì à liền chưa giờ em là bởi vì cái giá rẻ và cái sự tiện lợi của sản phẩm này nên rất nhiều người nên rất nhiều người nên giờ muốn muốn mua em nói nào nên rất được người dùng đón nhận hay nói là bởi vì cái sự tiện lợi và giá rẻ của sản phẩm này nên rất được nên sản phẩm này rất được người dân người tiêu dùng đón nhận em nói như nào dầu ý in way hay dầu ý nữa in way gì hay là dầu ý đi hay là hay dầu ý gì chứ cái sản phẩm gì chứ cái sản phẩm tớ gì chứ cái sản phẩm tớ biên chế sự tiện lợi này hứa gì biên chế khứa trả liền cái giá rẻ đấy khứa trả liền hay là khứa liền trả được khứa liền trả giờ rất yếu ý gì trước cái sản phẩm tờ biên chế khứa liền trả rất sản phẩm này rất được gì người người tiêu dùng đón nhận là gì số gì số gì sao dùng là số gì yếu ý rồi in sử gì in sử yếu in sử đi in sử gì hẳn sâu in sử gì cái sản phẩm gì, hẳn sâu tiêu phí trở tơ, trở tơ hoan nghênh là hoan nghênh là rất nhận được cái sự hoan nghênh của người tiêu dùng. Giờ em nói cả câu đi, do vì cái sản phẩm tơ biên chế và liên giá, in sử cái sản phẩm hẳn sâu tiêu phí trở tơ hoan nghênh. Em nói đi, do vì cái sản phẩm tơ biên chế và gì và liên giá. 因此这个产品很受到消费者的欢迎由于这个产品的便捷和廉价因此这个产品很受消费者的欢迎 giờ thế này là từ chuyển tắt là gì học rồi em có nhớ chuyển tắt là gì đơn giản nữa chuyển tắt đơn giản MV ăn vận ăn mặc có đơn giản không hay là cầu kỳ đơn giản từ đơn giản này chuyển tắt
chẳng chiêu là cầu ký đây, tức là ra là ra chẳng chiêu, chẳng chiêu. Chẳng chiêu là cầu kỳ đấy, thì cái nhất là cầu toàn đấy. Chẳng chiêu. Giờ phải em thử nói là a à, câu từ gì? Từ gì? Từ liền tra giờ chẳng đáp. Đó nên là vấn đề của bạn quá đơn giản, nó là nì tơ. Vấn thì thay gì? Chẳng ta là anh các bạn. Nì tơ vấn thì thay chẳng ta là làm rồi nhưng mà chúng ta cứ gõ vào trong đầu nhớ thôi. Nì tơ vấn thì thay thay chẳng ta là. Nì tơ vấn thì thay chẳng ta là. Thay chẳng ta là giờ. Giờ xong chưa? Giờ em nói tiếp là một cái câu là khác là gì? Chúng ta cần phải đơn giản hóa. Đơn giản hóa cái quy trình vận hành của công ty. Em nói là chúng ta cần phải đơn giản hóa cái quy trình vận hành của công ty. Thì nói nào, chúng ta cần Omega giản đơn hóa, phải đơn giản hóa đi. Omega giản đơn hóa công sự gì? Công sự vận hành tờ gì? Tờ lưu trình em rất là quy trình đấy, cái lưu trình đấy. Và chúng ta phải đơn giản hóa cái quy trình vận hành của công ty. Em nói là đi, Omega giản hóa thế. Chúng ta phải giản đơn hóa. Công sư gì? Công sư vận hành tờ lưu trình. Rồi, MV có theo kịp không? Anh sợ MV bị đuối rồi. MV có đủ kịp không? Giờ thật tốt à? Giờ anh sợ khó quá em đi lại đuối. Tức là tự đoán là tự nhiên đúng không? Tự đoán là tự nhiên. Nó là cảm xúc của bạn không tự nhiên. Em học từ cảm xúc chưa? Nên ta gì? Nên ta chính suy học rồi. Cảm xúc là chính suy đây. Nên ta gì? Nên ta chính suy. Cảm xúc đây. Nên ta chính suy gì? Bù tự đoán. Nên ta chính suy bù tự đoán là cảm xúc của bạn thì không tự nhiên. Em học từ chính suy chưa? Ok. Là cảm xúc của cô ta à, cảm xúc của bạn không tự nhiên. Thì ta chính suy bù tự đoán. À, cái cảm xúc của bạn nó không tự nhiên, nó biểu lộ ra nó không tự nhiên, nó hơi giả tạo. Thì ta chính suy bù tự đoán, được chưa? Em biết chưa? Thì ta chính suy bù tự đoán là cái cảm xúc của bạn nó không tự nhiên. Thì ta chính suy bù tự đoán. Em biết chưa? Thì ta chính suy bù tự đoán, cảm xúc của bạn nó không tự nhiên. Thì ta chính suy bù tự đoán. Cảm xúc của bạn không tự nhiên. Nào thế này. Tự đoán. Thế này em nói là tự đoán tờ sản xuất là rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm này một cách tự nhiên. Em nói là rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm này một cách tự nhiên. Em nói là rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm này một cách tự nhiên. Hẳn tôi sao phải trở mà hẳn tôi sao phải trở gì tự然 的选择的啊，选择这个产品啊，这个产品嘛，很多消费者自然的选择这个产品，那这里 rất nhiều người tiêu dùng the lựa chọn sản phẩm này một cách tự nhiên. Em nói lại đi, hẳn tua 消费者的自然的选择这个产品，来啊，很多消费者自然的选择这个产品，那很多消费者自然的选择这个产品，还明白吗？那在从那开始开始嘛，那就马上读那个对不对呀？那慢点来，报道，还没到的报道。那某，那上网版，那上网版，那电脑同比，那稍微高级点外，那电脑北美就是个征服，那预计红旗。然后红旗，华硕，然后惠普，戴尔，然后业内，然后景气，然后便捷，然后廉价，然后简单，然后自然，然后 NV 来不来的 ？NV 来，对不对？叫他记得的 ，NV 来的，NV 来的。北征服预计红旗的华硕惠普你呢戴尔业内人景气的便捷廉价
Trận tan rỡ cái và chữ gì? Chữ đoạn tâm rồi, à, chữ đoạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đọc nhá. À, trang 83 anh nhìn thấy chưa? Trang 83 chúng ta đọc này. Đọc này, truy quốc ngoại mấy thì báo tỏ. Em đọc đi, truy quốc ngoại mấy thì báo tỏ. Truy trang 83. Truy quốc ngoại mấy thì báo tỏ. Rồi, mẫu sư trưởng nghiên cứu công sư trên điện phát bộ sư trị báo cáo. Em đọc đi. Phát bộ sư trị báo cáo. Rồi, chân 2009 年全球上网本出货量为3020万台。看到没？称称的是称的声，哎，没得的称的声，那在 nói 呢 ？nói rằng， 哎，关键是 nói rằng， nói rằng gì？ 2009年全球上网本出货量，给量出单，量出行呢？出货量为3020万台。对。同比增加79%，同比增加了79%。的报告称，报告称，看到没？来，这个你 ghi vào nhé， ghi vào cái từ chân là gì？ Nói rằng， chân là nói rằng， chân ta dùng là xưng chúng ta không gì là xưng， nó nghe nó hơi ngang tai. Ta dùng gì là báo cáo nói rằng, ta dùng gì như vậy? Chân anh ghi vào, ghi chú vào, chân là nói rằng. Ta dùng trong văn viết này, dùng trong báo cáo, trong văn viết, báo cáo chung là báo cáo nói, là báo cáo nói rằng. Báo cáo chung là thế này, mô tiến sang quán bản sư trưởng chủ yếu tại Bảy Mỹ và Âu Châu. Em nói đi. Sang quán bản sư trưởng chủ yếu tại Bảy Mỹ và Âu Châu. Bảy Mỹ và Âu Châu. Rồi, chuyên liên cơ thị trí sang quán bản xa số lượng tại 2009 年增幅非常明显. Em nói đi. Chuyên liên cơ thị trí sang quán bản xiao sâu lượng tại 2009 年增幅非常的明显的预计2010年上网本市场将持续增长10年上网本市场将持续增长持续增长em biết từ trừ suy giống không? Em học từ trừ suy chưa? Là tiếp tục đấy, là tiếp tục duy trì, à, nó tiếp tục duy trì. Anh cái này em ghi vào, anh ghi nốt vào, à, ghi vào vở đấy là tiếp tục duy trì, là trừ suy tức là tiếp tục duy trì tăng trưởng. À, anh ghi cái này chúng ta phải gõ, em gõ luôn nhá. À, gì? Chúng ta phải gõ lại cái từ này. À, trừ suy tăng trưởng là gì? Là tiếp tục duy trì tăng trưởng. À, trừ suy tăng trưởng là tiếp tục duy trì tăng trưởng. Trừ suy tăng trưởng. Đó là tiếp tục duy trì tăng trưởng. Anh sẽ ghi cả tiếng Việt nữa. À, tiếp tục. Duy trì tăng trưởng này ghi vào đi đó là tiếp tục duy trì tăng trưởng là rất quan trọng đấy là liên quan đến cái đọc cái báo cáo tài chính này báo cáo về chứng khoán này có từ này chỉ số tiếp tục đây là chứ là gì tiếp tục duy trì nó vì nó là chứ mà chứ là gì là duy trì cái gì đó bảo trì đấy bảo trì đấy nhá bảo trì bảo trì hay là giữ nguyên cái vị trí nào đó rồi thế này đọc này chủ yếu từ sang quan bản sản sang bao gồm Hồng Hồng Chí Hoa Sơ Hội Phủ Đài Loan tổng nào đấy chủ yếu từ sang vàng bản chứ sang vàng bản sản sang bao gồm Hồng Chí Hoa Sơ Hội Phủ Đài Loan tổng Hoa Sơ Hội Phủ Đài Loan tổng Đài Loan tổng rồi vân vân à vân vân rồi yên này nhân sự phân xí cái nào đây yên này nhân sự phân xí rồi yếu kinh tế hoàn cảnh đơ bất chỉnh chỉ yếu kinh tế hoàn cảnh đơ bất chỉnh chỉ The, 人们对电脑的需求由传统型笔记本转向了上网本。看到没？人们对的需求由传统型笔记本转向了上网本。Sang quán bản là cái máy lên mạng ấy, nó là cái iPad này. Sang quán bản là cái máy tính iPad này, máy tính bảng. Là chúng ta có từ là thích chuyển sang chuyển hướng. Anh nghe đây. Chuyển sang chuyển hướng chuyển sang à, chuyển hướng à, chuyển sang chuyển hướng chuyển sang à, chuyển hướng anh em nhá à, chúng ta có từ chuyển hướng chứ là gì à, từ chuyển sang à, chuyển hướng anh thấy chưa à, chúng ta có từ chuyển sang à, chuyển hướng à, ok tiếp này à, chuyển sang giờ tiếp này chủ yếu là do sự yếu vì sang quán bản 的便捷和廉价 Em nói đi, chủ yếu là
这主要是由于上网本，上网本，要是由于上网本的便捷和廉价，一些仅需简单的应用的人士很自然的就选择了上网本。看到没？一些仅需简单应用的人士很自然的就选择了上网版，就选择了上网版。So end up 据国外媒体报道，end up 据国外媒体媒体报道，就媒体，某市场的在某市场。发布数据报告称，2009年全球上网本出货量为3020万台，就3020万台，同比增加了79%。咋地的？报告称，目前市场主要在北美和欧洲，你呢？这两个销售量在2009年增幅非常明显的，你呢？预计2010年本市场将持续增长。对的，主要的上网本厂商。包括红旗、华硕、惠普、戴尔等那对呢？业内人士的分析，那环境的不景气，人们对电脑的需求由传统型，那比基本转向了。这主要是，便捷和廉价的呢，一些简单仅需的一些仅需简单应用的人士很自然的就选择了上网版的等等。OK，我们大胆扔里头，我们的那头门呀，就我的头门呀，我们不得个头。Lịch của em tức là em chuyển sang thứ hai được không? Rồi anh đang cân nhắc xem lớp cho em chuyển sang thứ hai em được không? Thứ hai để xem thứ sáu anh đang xem lịch anh đang cân cân đối lại cái lịch vì có bạn đang học vào thứ sáu rồi anh đang cân đối lại đi cứ từ từ đã trước mặt lớp của em là cứ thứ sáu nhá thứ sáu đó rồi ok em nhớ về xem lại video này nhá xem lại bài em vào diễn đàn ấy, em xem lại bài ấy. Thì tiền ở video nó dễ chứ em đừng tiền trên kênh của anh nói anh đặt tiền lung tung đấy này xáo trộn đấy giờ thế nhá ok anh cho em vi giờ ok nhá là chúng ta sẽ tạm dừng bài tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo nhá vào buổi chiều mai 2 giờ đến 4 giờ các bạn đừng quên ấn đăng ký và bật chuông nhá và chuông rung lên để nhận thông báo mỗi khi mình dạy học trên lớp livestream ok chào các bạn.